Kính Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, rơi vào bóng tối. Vừa rồi khiến cho hắn gần như là nổ tung. Nếu tiếp tục thì có khi hắn đã phát điên rồi. Bóng tối vĩnh hằng bị nuốt chửng liên tục không ngừng, rồi lại hồi sinh, rồi lại bị ăn. Có lẽ cho dù là thần ma thì cũng không kiên trì được bao lâu. Phong Hữu Trung sư huynh có lẽ cũng trải qua cảnh tượng đấy. Hắn có thể nhẫn nhịn không tự vẫn thì đã là ý chí kinh người rồi. Trung Nhạc lẩm bẩm tự nói. Cũng may nhờ có tân hóa và đèn đồng mới thoát được. Hắn làm thế nào thoát được đây? Trung Nhạc suy nghĩ mãi không ra. Nhưng tư chất của Phong Hiếu Trung rất cao. Có lẽ Phong Hiếu Trung đã dùng thủ đoạn nào đó mà người khác không biết được để thoát ra ngoài. Dù kẻ kia có là ai thì sau này ta cũng nhất định phải lôi hắn ra ngoài ánh sáng. Cho dù hắn có chết đi rồi cũng phải đào mộ của hắn lên. Trung Nhạc vẫn còn thấy choáng váng. Trong đầu cứ xuất hiện cảnh tượng hắn bị ma quái bóng tối nuốt chửng. Cơn đau buốt tận óc vẫn còn tồn tại trong trí nhớ hồn phách của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, cố gắng không nghĩ đến nữa mà cẩn thận kiểm tra nhục thân và nguyên thần. Bí cảnh thứ 6 của nguyên thần, huyết mạch bí cảnh, là cây cầu nối liên kết giữa nguyên thần và nhục thân. Bí cảnh mở ra thành công khiến pháp lực của hắn tăng mạnh lên 2 phần. Pháp lực tăng trưởng là việc nhỏ, những thay đổi khác mới là việc lớn. Quan trọng nhất là lục đạo luân hồi, từ đạo nhất bí cảnh tới âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành rồi tới huyết mạch. Lục luân đã đủ tự tạo thành hệ thống luân hồi, thực lực tổng hợp của hắn, sức mạnh có thể bạo phát, không chỉ đơn giản là 2 phần. Nhục thân của hắn dẻo dai mạnh mẽ hơn trước, nguyên thần và nhục thân khí huyết tương thông cũng trở nên cường đại hơn. Hắn cảm thấy huyết mạch phục khí thần tộc trong cơ thể nồng đậm hơn trước nhiều lần, có tới 1/5 huyết mạch đã thức tỉnh. Phục khí thần huyết thức tỉnh bắt đầu cải tạo tim hắn, quả tim Trung Nhạc bắt đầu xuất hiện màu kim, cường đại hơn nhiều lần trước kia. Đây chính là phục khi thần tâm. Trong khoang tim của Trung Nhạc, phục khi thần tâm xuất hiện các loại đồ đằng văn. Đây là đồ đằng văn thiên sinh của phục khi thần tộc, có hình đầu người thân rắn di chuyển trong khoang tim. Tim cung cấp máu, máu cũng như rất nhiều phục khi di chuyển trong huyết quản, mang tới cho toàn thân Trung Nhạc năng lượng không gì sánh bằng. Thậm chí tác dụng tôi luyện nhục thân cũng tốt hơn trước kia, lại cộng thêm với nhật nguyệt bảo chiếu, rất có lợi cho việc tăng cường nhục thân cho hắn. Khí huyết của Trung Nhạc vẫn đang tiếp tục tăng lên. Khí huyết được quả tim đẩy mạnh, giống như biển lớn quét qua nhục thân và nguyên thần, quét qua hồn phách. Nhật linh nguyệt linh trong nguyên thần khiến nguyên thần và nhục thân không ngừng được tăng cường. Hơn nữa Trung Nhạc còn thấy thọ nguyên và linh hồn của hắn mất đi cũng đang tăng dần trở lại. Rất kỳ lạ, chắc là dùng khí huyết bổ sung thọ nguyên. Ngoài thần tâm ra, hắn còn thấy xương bên phải của mình thay đổi, có xu hướng biến thành màu kim, chỉ là chậm hơn so với quả tim rất nhiều. Có lẽ huyết mạch thức tỉnh của hắn còn ít, không thể hoàn toàn biến thành phục khi thần cốt được. Một lúc lâu sau, quả tim của Trung Nhạc biến thành màu kim, đập mạnh mẽ khiến khí huyết thêm dồi dào. Còn xương cốt chỉ là màu kim nhạt, và cũng chỉ có xương ở ngón tay cái bên phải là có màu kim. Số huyết mạch thức tỉnh còn chưa được 1/5, có nghĩa là ta vẫn chưa hoàn toàn phá giải được phong ấn huyết mạch. Trung Nhạc cho mày, nếu phá giải được hoàn toàn phong ấn huyết mạch thì toàn bộ phục khí thần huyết trong cơ thể của hắn sẽ thức tỉnh mà biến thành phục khí. Nhưng giờ mới phá được một phần, có nghĩa là vẫn còn phong ấn huyết mạch. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được phong ấn huyết mạch ở đâu. Có lẽ do phong ấn ẩn mình quá sâu, rất khó phát hiện. Một phần phục khí thần huyết cộng với thần nhãn, thần tâm, bán thần cốt, vậy là đủ rồi. Trung Nhạc sát khí đằng đằng đứng dậy nói. Đã đủ để đánh chết ma thánh rồi. Con thuyền đã bị phá hủy. Thánh nữ phi gỡ tấm mạng che mặt xuống. Tấm mạng che này
vốn là một chiếc khăn tay. Nàng ta khẽ ném lên, khăn tay càng ngày càng to ra, bán kính lên tới 48 trượng. Trên khăn thêu hoa thêu gấm. Khi chiếc khăn tay mở rộng, hoa lá cũng nhảy ra ngoài, nở rực rỡ. Trung Nhạc và mọi người bước lên chiếc khăn tay, xung quanh toàn là mỹ nữ, hoa lá rực rỡ, khiến cho hắn có cảm giác như rơi vào giấc mộng vậy. Lúc này, hắn vẫn là hình thái ma la, thân hình cao tới trượng 6, giống như con gấu đen lực lưỡng. Nữ tử bên cạnh trắng nõn xinh đẹp, giống như đại ma vương cùng các kiều nữ đi du ngoạn vậy. Trung Nhạc vung tay hô lớn, xuất phát thôi. Chiếc khăn tay phá không lao đi. Thánh nữ phi nghiêm túc nói, sư huynh, người đã hủy thuyền của Thiên Nhi rồi, không thể nào lại phá cái này của ta nữa đâu đấy. Tới hoàng thành ta còn phải lấy cái này để che mặt. Mấy nữ tử lấy ra mỹ tiểu bày tiệc đàn hát cho Trung đại ma vương nghe. Đã gần tới hạn 10 ngày, hoàng thành đã ở trước mặt. Trung Nhạc đứng dậy định xuống khỏi chiếc khăn tay để khỏi mất khí khái của nam tử. Thiên ma phi vội ngăn hắn lại cười, người đừng có động đấy, khí khái nam tử cũng có thể dùng hoa đẹp để điểm tô, mấy người bọn ta sẽ khiến cho ngươi đầy uy phong. Nàng dựa vào lòng của hắn, hơi lệch về bên trái, cười nói, thánh nữ phi, ta nhường bên phải cho ngươi, cát tường, ngươi dựa vào đùi lão gia đi. Thánh nữ phi đỏ mặt nhưng vẫn dựa vào lòng Trung Nhạc theo lời của Thiên ma phi. Cát tường phi thì khẽ cười dựa vào đùi của Trung Nhạc. Đùi bên kia thì có một vị quý nữ nằm lên. Các quý nữ khác, người thì rót rượu, dâng chén lên bên miệng Trung Nhạc, Trung đại ma vương. Lại có một quý nữ lột nho đưa tới miệng của hắn. Các quý nữ phía trước thì ca múa, còn có quý nữ tấu tỉ bà. Trung Nhạc mặt hơi đỏ rồi phục hồi bình thường. Đại mã kim đao, hai bên đều có mỹ nữ. Chiếc khăn tay như đám mây hoa từ từ đi vào trong hoang thành. Trong hoang thành lúc này đã tập trung đông đảo cường giả. Những luồng khí tức cường giả dẫn động bầu trời. Trên các đám ma vân là thần ma múa loạn, rồng bay phượng múa là dị tượng của cường giả. Tòa thành này phồn hoa hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có khí tức của cự phách thỉnh thoảng lại tỏa ra khiến người khác sợ hãi. Hôm nay là ngày Ma La công tử và Ma Thánh quyết chiến, là đại sự chấn kinh ma tộc bát hoang. Ma Thánh đương nhiên không cần nói là thánh chung của tất cả bát bộ thánh tộc. Ma La công tử cũng không tầm thường, đại chiến với Ma Thánh ở trong tam trùng tế, phá giải tam trùng tế của Ma Thánh khiến hắn chịu thiệt hại lớn. Cả hai đều là tuấn kiệt trẻ tuổi giỏi giang. Còn có tin đồn rằng Ma La công tử này là ngoại tộc, không phải là ma tộc. Chỗ dựa sau lưng của hắn 3 tuần cũng là hư cấu chứ không phải hắn. Ma La công tử trêu đùa với trên dưới ma tộc và Ma Thánh ở trong lòng bàn tay, lừa tình cảm của thiếu nữ ma tộc, lừa mất chấn tộc huyền công của Atula thánh tộc, thậm chí câu kết với kẻ điên Phong Hiếu Trung của nhân tộc, sát hại cường giả bắt bộ thánh tộc, tội không thể tha. Ma Thánh cũng là đại tội nhân của ma tộc. Lúc này hai đại tội nhân đại chiến, dù là ai thắng ai bại thì chắc chắn cũng không thể sống mà rời khỏi hoang thành. Ma La công tử tới rồi, đột nhiên có cường giả kinh hô. Ồ, tên này thật là oai phong. Trung Nhạc tới lập tức thu hút ánh nhìn, gần như tất cả ma tộc đều tập trung vào hắn. Lên núi đào xuống biển lửa, mặt không đổi sắc, trái phải đều có mỹ nữ ôm ấp cả, đúng là hảo lam tử mà. Tên này kiểu đại ma vương, nếu thật sự là ma tộc chúng ta thì chỉ e lại sắp có một thánh tộc quật khởi rồi. Trung đại ma vương nhà ta oai phong lẫm liệt, bay vào trong thành, đáp xuống hoang đài cao nhất trong hoang thành, cười ha hả nói, Ma La ta đây, Ma Thánh ngươi ở đâu rồi? Tiếng của hắn vang rền như sấm, cuồn cuộn trong hư không, từ phía đông thành tới tận phía tây thành, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Trong hoang thành có không ít luyện khí sĩ tu vi thấp một chút, bị âm thanh chấn động mà ngất đi, có tới mấy ngàn người gục ngã. Tiếng nói ra oai trước, có luyện khí sĩ ma tộc phẫn nộ, cái tên Ma La công tử này quá bá đạo, lát nữa bị Ma Thánh đánh chết rồi chắc chắn vẻ mặt sẽ rất khó coi đấy. Hoang đài là một tòa lôi đài ở trong hoang thành, chiếm diện tích rất lớn, vốn chính là nơi cho luyện khí sĩ quyết đấu. Nhưng hoang đài đối với luyện khí sĩ như Trung Nhạc thì quá nhỏ, vì thế chiến trường của hắn với Ma Thánh không phải là ở đây. Trên hoang đài đã có tới mấy trăm cường giả, chỉ riêng cự phách cũng 7-8 vị. Cường giả pháp thiên cảnh cũng 50 người, khí khái rất lớn. Nhưng thấy Trung Nhạc tới, những cường giả này sắc mặt đều lạnh đi, sát khí đằng đằng. Trung Nhạc mỉm cười, không để tâm, coi sát khí của những cự đầu, cự phách này như là không khí vậy. Hỗn xược!
Đột nhiên một vị cường giả pháp chân cảnh hừ lạnh nói: "Ma La, bất luận ngươi có phải ma tộc hay không, hôm nay gặp các vị tiền bối ở đây, ngươi còn không mau cút lại đây thi lễ cho ta." Trung Nhạc khẽ nhướng mày: "Tiền bối sao? Ta và ma thánh xưng huynh gọi đệ, ma thánh là thánh của bát bộ thánh tộc các ngươi, so với người khác ngươi xếp thứ mấy vậy?" Vị cự đầu pháp chân cảnh đó đại nộ, cự đầu của Diêm La thánh tộc ở bên cạnh cho mày áp chế nộ hỏa, trầm giọng nói: "Ma La, chỉ việc ngươi cùng với Phong Hữu Trung ám toán bắt thánh tộc bọn ta, ta có thể giết ngay ngươi được rồi. Trong hoang thành ma tộc ta, tốt nhất ngươi nên ăn phận một chút đi, ngoan ngoãn cút lại đây hành lễ, đừng ép ta phải động thủ." Trung Nhạc lướt nhìn hắn nói: "Ngươi muốn giết ta đông lắm, ngươi xếp thứ mấy vậy?" "Ngươi..." Vị cự đầu đó phẫn nộ. Đột nhiên một cự đầu pháp thiên cảnh đứng dậy cười nói: "Được rồi được rồi, không cần phải nói nhiều với hắn ta, dù sao hắn cũng là kẻ chắc chắn sẽ chết rồi, việc gì phải so đo với hắn đây." "Ồ, còn ngươi thì thứ mấy vậy?" Trung Nhạc lại liếc nhìn hỏi. Vị cự đầu pháp thiên cảnh đó mặt đỏ phừng phừng, tung một trường. Trung Nhạc lật tay đón, dẹt dẹt mấy tiếng, hoang đài bị trường lực của hai người tách đôi cách nhau tới hơn chục trường. Vị cự phách kia mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi dao động, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, thấy Trung Nhạc vẫn đại mã kim đao ngồi đó không hề động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một vị cự phách bên cạnh khẽ hắng giọng, pháp lực tung ra, hai nửa hoang đài uỳnh uỳnh lên lên lại. "Ma La công tử, dù ngươi có phải ma tộc hay không thì cũng là một thám tử đáng để kết giao." Đột nhiên một tiếng cười lớn vọng lại, Tu La sải bước lên hoang đài, tay cầm một hũ rượu cười nói: "Ma La công tử, ta tới tiễn ngươi." Trung Nhạc đứng dậy cười: "Tu La công tử, khách khí rồi. Giờ ta không có chỗ đứng ở ma tộc bát hoang, người tới tiễn ta, lẽ nào không sợ đắc tội với các vị cường giả đây sao?" Tu La không bận tâm nói: "Đều là loại vô năng, không nhận ra anh hùng, ta có gì phải sợ đây? Nếu không được uống vinh ngươi, khi ngươi còn sống mới là điều đáng tiếc kìa." Tu La vừa dứt lời, toàn bộ cường giả ma tộc sắc mặt đều trở nên khó coi, tất cả đều vô cùng bất mãn với hắn. "Tiểu tử thối, không có chứng mà dám tự xưng anh hùng trước mặt bọn ta sao?" Một vị trưởng lão Tu La tộc tức quá bật cười, chỉ hận không thể bắt hắn mà xử tử. "Anh hùng đều là người sống lâu hơn, những kẻ chết sớm có ai là anh hùng đây?" Tu La quay lại nhìn hắn nghiêm túc nói: "Sống được đủ lâu còn có đồ khốn kiếp nữa kìa." Vị trưởng lão Tu La tộc đại nộ định xông tới, thế nhưng Trung Nhạc ho hắng khẽ nói: "Tu La tộc dám đánh cả lão tổ tông nhà mình hay sao?" "Sao? Lão tổ tông ngư?" Vị trưởng lão Tu La tộc kia khựng lại. Xung quanh hoang đài ồn ào, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc, thậm chí cả cự phách cũng nhìn Tu La đầy khó tin. Tu La bất lực nói: "Hey, người hà tất phải tung tin ta chuyển thế ra như vậy?" Trung Nhạc nhàn nhã nói: "Ma thánh hồi sinh, ngươi vì Tu La tộc của mình cũng không thể không hồi sinh. Sau khi hồi sinh còn bị tử tôn của mình trách mắng thậm tệ đến như vậy, Tu La công tử, ta thay ngươi cảm thấy không đáng. Các vị, Tu La chính là lão tổ tông của Tu La thánh tộc, từng đại chiến với ma thánh ở thiên ma bí cảnh, toàn thân rút lui, ta trước nay đều rất khâm phục. Linh của lão tổ tông ta còn ở thánh địa, không thể nào chuyển thế được." Vị trưởng lão Tu La tộc kia gân cổ lên nói, tuy nói vậy nhưng hắn cũng không dám tới gây hấn với Tu La, trong lòng không khỏi kêu khổ. "Ma thánh chuyển thế để đối phó với ma thánh, chưa biết chừng linh của lão tổ nhà ta cũng chuyển thế thật rồi. Nếu hắn thật là linh của lão tổ tông chuyển thế thì toi rồi. Trong tộc có không ít kẻ đánh mắng cái tên tiểu tử này, cho rằng hắn ngang ngược hỗn hào với trưởng bối." Trung Nhạc và Tu La lúc này không bận tâm tới hắn nữa, hai người tiếp tục uống rượu. Trung Nhạc đột nhiên cười nói: "Hai ta uống rượu trước trận ác chiến thế này vẫn có chút cô đơn. Ma tộc bát hoang lẽ nào chỉ có hai chúng ta là anh hùng thôi sao? Còn vị nào dám lên đây cùng đối ẩm với bọn ta nữa không?" Hoang đài tĩnh lặng, uống rượu với Tu La và Trung Nhạc ư? Rất nhiều cường giả cũng rất muốn, thế nhưng không dám. Nếu Tu La thật là lão tổ tông của Tu La thánh tộc thì có lẽ ở đây không ai có tư cách uống cùng với hắn. Còn Ma La công tử ác danh vang xa, uống cùng với hắn sẽ thành đồng đảng, có lẽ
sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Ai dám đây? Tu La thất vọng. Ma tộc Bát Hoang ta thật sự không có kẻ hào kiệt nào sao? Được, ta nguyện uống cùng hai vị. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một thiếu nữ mặc áo hồng bước lên hoang đài, tới trước mặt Trung Nhạc và Tu La thi lễ nói: Cát Tưởng thiên nữ xin chào hai vị đạo hữu. Trung Nhạc nghiêm nghị, Tu La sắc mặt hơi thay đổi, hai người vội đứng dậy. Mời Cát Tưởng thiên nữ ngồi. Trên hoang đài, các tiền bối Cát Tưởng thánh tộc mặt đều biến sắc, bụng lầm bầm: Cát Tưởng thiên nữ, đây là tôn hiệu của lão tổ tông Cát Tưởng thánh tộc ta. Thiếu nữ này không phải là lão tổ tông Cát Tưởng thánh tộc ta hồi sinh đấy chứ? Cát Tưởng thiên nữ còn chưa ngồi thì lại có tiếng cười vọng tới: Tu La, Cát Tưởng, lẽ nào ta lại để các ngươi vui vẻ riêng với nhau cho được? Nếu ta không ra, ngoại tộc quân tướng ma tộc ta không có hào kiệt. Một đại hán da đỏ, râu đỏ, tóc đỏ như lửa bước lên hoang đài, vẻ ngoài như ác quỷ nhưng rất hào sảng, cúi người giọng như sấm rèn cười: Diêm Ma, xin chào chư vị đạo hữu ở đây. Đột nhiên lại một giọng nói dịu dàng vọng tới: Diêm Ma sư huynh, còn nhớ Diêm La không? Rồi lại một vị luyện khí sĩ trẻ tuổi của ma tộc lên hoang đài. Người này da xanh, râu tóc cũng màu xanh, cũng nhìn như ác quỷ, âm khí dày đặc. Không khí bị đông cứng lại. Hắn bước lên hoang đài, cười dài nói: Diêm Ma, Diêm La, hai vạn năm trước là một nhá. Diêm Ma sư huynh còn nhớ huynh đệ không? Trận chiến Ma La, Ma Thánh, cho dù ta không thể tham chiến thì cũng phải tới quan chiến mới được. Lại một nữ tử khác lên đài, cười dài nói: Hôm nay cũng là ngày cố hữu trùng phùng, La Sát nữ xin chào chư vị đạo hữu, xin chào Ma La công tử. Thêm một nam tử đầu đỏ rực tiến tới, lên tiếng nói: Các ngươi đều đã ra rồi, nếu ta còn trốn tránh thì không phải sẽ là trò cười cho thiên hạ hay sao? A Tu La, xin chào Ma La công tử. Công tử, đừng coi thường ma tộc Bát Hoang ta. Hôm nay sự kiện trọng đại, chỉ chứng kiến anh hùng song tài tranh đấu, Dạ Xoa ta lẽ nào lại không xuất hiện đây? Lại một thiếu niên bước tới, giống như quỷ dữ cười nói: Mong là các ngươi còn để cho ta một chén rượu. Rồi một nữ tử đầu voi đi ra: Thiên Tượng huyền nữ, xin chào chư vị, xin chào Ma La công tử. Trung Nhạc đáp lễ từng người, mời mọi người cùng ngồi xuống. Sắc mặt Tu La sáng tối bất định, đột nhiên cười ha hả: Thật hiếm có, cố hữu được trùng phùng, không so đo ân oán trước kia của chúng ta nữa, hôm khác sẽ tính nợ rõ ràng. Hôm nay là trận chiến giữa Ma La công tử và Ma Thánh, chúng ta đừng từ khách mà giành vị trí chủ, chúng ta hãy kính công tử một chén nào. Tám vị nam nữ trẻ tuổi cùng nâng chén, các kiểu tiếng cười hội tụ cùng lên tiếng: Kính công tử một chén. Trung Nhạc nâng chén, một hơi uống cạn. Tám vị nam nữ trẻ tuổi kia cũng uống cạn, tất cả dốc ngược chén cười lớn. Chín người bọn họ cười sảng khoái, còn các cự đầu cự phách của Bát Bộ thánh tộc trên hoang đài thì sắc mặt đều biến đổi, chân cũng run rẩy. Một vị cự phách lẩm bẩm nói: Tám vị thiếu niên thiếu nữ này khí phách hùng hồn, chỉ còn thiếu điều viết lên mặt ta rất ngang tàng nữa thôi. Họ không phải là lão tổ tông của Bát Bộ thánh tộc đấy chứ? Lẽ nào lão tổ tông của cả tám thánh tộc đều hồi sinh sao? Không thể, không thể nào. Nếu họ đều hồi sinh, sao chẳng cho chúng ta biết chút thông tin gì vậy? Nếu tám vị lão tổ tông chuyển thế thật, lúc này lại còn nói chuyện vui vẻ với Ma La công tử, vậy sau trận chiến với Ma Thánh có giết hắn không đây? Lúc này Tu La nâng chén cao giọng nói: Hôm nay chúng ta uống rượu vui vẻ, hôm khác vũ khí gặp nhau. Ma La công tử, nếu ngươi giữ được mạng trước Ma Thánh, thoát được sự truy sát của Bát Bộ thánh tộc, chưa biết chừng sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chúng ta không phải là bạn mà là thù. Hy vọng tới lúc đó công tử sẽ không vì hôm nay mà thủ hạ lưu tình. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Tu La công tử nói phải, hôm khác sẽ binh khí gặp nhau, ta chắc chắn sẽ không nể tình, sẽ cố hết sức tiến các vị đạo hữu lên đường. Mọi người vỗ tay nói: Được, được. Trên hoang đài, tất cả cường giả của tám thánh tộc đều thở phào. Mấy vị cự phách nhìn nhau, ai cũng yên tâm, thầm nghĩ bụng: Tám vị thiếu niên thiếu nữ dường như là lão tổ kia, nói vậy cho thấy thái độ rõ ràng của họ. Tuy không phục hào khí của Ma La công tử,
thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, ân oán phân minh, sẽ không ngăn cản chúng ta truy sát cái tên ngoại tộc Ma La kia. Ma Thánh tới rồi! Đột nhiên có người hét lớn, Trung Nhạc và mấy người Tu La đặt chén rượu xuống, nhìn theo hướng đó. Trên không trung xuất hiện vô vàn dải cầu vồng, ma khí cuồn cuộn, giống như giả lụa của thiên nữ tạo thành đường đi. Từng trận thú gầm vọng tới, tám con dị thú kéo một cỗ xe chạy con đường trải từ ma khí đang chạy tới. Tám con dị thú cùng một loài, đầu chim, thân ngựa, đuôi báo, móng rồng. Ba cái đầu chim xếp thành hàng, thần tuấn dị thường. Cỗ xe dừng lại, Ma Thánh gạt rèm xe lên, cùng Ma Hậu bước ra ngoài. Ma Thánh cũng không uy phong như ngươi. Thiên Ma Phi khẽ cười bên tai Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười, không đứng dậy. Mấy người Tu La cũng không đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn. Đột nhiên một vị cự đầu lạnh lẽo nói: Ma Thánh, ngươi lại thật sự dám tới Hoang Thành sao? Ngươi tạo tam trùng tế, dụ tám vị cự phách của bát bộ thánh tộc ta bị mai phục, hại chết không biết bao nhiêu đệ tử ma tộc. Hôm nay Hoang Thành sẽ là nơi chôn xác của ngươi. Một vị cự phách của Diêm Ma thánh tộc đứng dậy, khí thế bùng nổ, uy lực chấn áp toàn thành, lạnh băng nói: Ma Thánh, mấy chục vạn tính mạng hắc tuyển quan đều bị ngươi huyết tế cả, cho dù ngươi có là thánh của bát bộ thánh tộc thì cũng phải chết thôi. Lại một vị cự phách khác đứng lên nói: Ngươi sát hại Trung Lương, còn giết Long tộc Ngũ Lão, tế mất 5 món hồn binh của Long tộc ta, khiến Long tộc gây hấn với ma tộc, bát bộ thánh tộc phải chịu áp lực rất lớn. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng sẽ không thoát được cái chết đâu. Trên hoang đài, các vị cường giả đều liên tục kể tội trạng của Ma Thánh. Hắn thì sắc mặt thản nhiên bước lên hoang đài, bình tĩnh nhìn các vị cường giả, khóe miệng nhếch lên châm chọc nói: Các ngươi là cái thá gì? Nếu không phải Ma La phá hoại đại kế của ta thì giờ các ngươi sẽ không thế này mà quỳ dưới chân ta lịnh nọt rồi sao? Vẻ châm chọc càng rõ trên mặt hắn, đột nhiên lạnh băng nói: Cho dù ta đã suy yếu, nhưng những kẻ được gọi là cự phách các ngươi vẫn không dám ra tay với ta, mà phải mượn tay một kẻ ngoại tộc thăm dò bản lĩnh của ta. Đường đường là ma tộc, chủng tộc quy hoàng, đối kháng với thần tộc bao lâu nay, khí vẫn lại rơi vào tay những kẻ ngu xuẩn, vô năng như các ngươi. Ta thật xấu hổ thay cho thiệt liệt tổ liệt tông. Các vị cự phách cự đầu ma tộc mặt mày tím tái, tức giận đến mức tay chân run rẩy, nhưng lại không dám xông lên. Trung Nhạc nghiêng đầu cười với Thiên Ma Phi nói: Đây mới là oai phong, trò của ngươi với Ma Thánh mà nói chỉ là trò trẻ con thôi. Nếu ma tộc rơi vào tay ta, không quá trăm năm chắc chắn phát triển hưng vượng, nhất thống thiên hạ, nô dịch các chủng tộc khác. Nhưng ông trời lại trêu chọc ta, sinh ra một tên Ma La phá hỏng đại kế của ta. Ma Thánh phì cười bước về phía Trung Nhạc tiếp tục nói: Ma La công tử, ta coi thường chúng nhưng rất coi trọng ngươi, vì thế hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu, quyết chiến công bằng một trận, không luận thắng bại chỉ luận sinh tử. Ma Hậu nương nương sắc mặt căng thẳng, nắm chặt tay hắn, rất lo lắng cho hắn. Ma La công tử, những kẻ kia coi thường ngươi, cho rằng lật tay là lấy được mạng ngươi, nhưng ta biết nếu ngươi tiếp tục trưởng thành thì sẽ thành đại địch sinh tử của ma tộc ta. Ma Thánh thò bàn tay ra, khí tức lan tỏa, khí thế bùng phát, hiển nhiên là hắn có quyết tâm tử chiến. Hắn cười lớn nói: Ta sinh ra đã là ma tộc, có dã tâm vô cùng, muốn thôn tính các tộc, nhất thống bát hoang, hoàn thành đại nghiệp kiếp trước còn dang dở. Đại kế của ta đã bị người phá hỏng, không làm chúa tể thống trị trời đất được, thì hôm nay ta sẽ giết ngươi thay cho ma tộc, tạo chút tương lai cho ma tộc vậy. Các vị cự đầu cự phách mặt biến sắc, phẫn nộ quát lên: Hỗn xược, ma tộc ta việc gì phải nhờ vào tên phản đồ như ngươi đây? Đừng có chát vàng lên mặt nữa đi, ngươi không hủy diệt được các tộc thì đã bị tiêu diệt rồi, vận khí ma tộc ta còn nhờ vào ngươi sao? Ma Thánh coi như không nghe thấy, giơ tay lên chăm chăm nhìn vào hai mắt của Trung Nhạc, khẽ nói: Ma La công tử, mời tạo tương lai cho ma tộc sao? Trung Nhạc đứng dậy nói: Đây là tráng ngôn của nghệ sĩ, đáng để tôn kính. Ma Thánh, mời. Gió lớn thổi ào ào, phía trên bầu trời Hoang Thành vẫn là vầng mặt trời đó, nhưng đại lục ma tộc lúc này tràn ngập ma khí. Nhìn từ phía dưới, mặt trời cũng không phải màu kim nữa, mà như vầng ma nhật đỏ nhàn nhạt. Xung quanh Hoang Thành, sa mạc mênh mông, cuồng phong làm những độn cát di chuyển.
nháy mắt địa hình đã có thể thay đổi. Những chiếc vòi rồng đen kịt quét qua hoang mạc, cuốn lên những bộ xương chôn dưới cát. Có những bộ xương rất lớn bị thứ kỳ quái nào đó trong ma khí ở sa mạc điều khiển, nhảy múa trong vòi rồng như vật sống, vô cùng quỷ dị. Nhưng vòi rồng vừa qua là ma khí trong những bộ xương này biến mất, liền rơi xuống đất. Đến khi vòi rồng sau cuốn lên, chúng lại nhảy múa. Đây là cảnh tượng kỳ lạ của hoang mạc ma tộc. Những nơi khác không thể thấy được kỳ quan này. Ma nhật chiếu rọi đại mạc, hoang thành tĩnh lặng, chỉ có khí tức của cường giả lay động. Phía trên bầu trời tòa thành ma vân cuồn cuộn. Đột nhiên, hai viên nguyên đan từ trong hoang thành bay lên, chiếu sáng vạn trượng, quét sạch ma vân ma khí toàn thành. Nháy mắt đã chói lòa ánh nắng. Hai viên nguyên đan này to tương đương nhau, nhưng mỗi viên đều có điểm khác biệt. Một viên bên trong có hư ảnh của 9 vị ma thần đứng trên tế đàn, chính giữa cúng bái một cái đầu khổng lồ của ma thần. Đầu ma thần còn sáng hơn cả mặt trời. Viên nguyên đan còn lại thì bên trong có hư ảnh của Phục Khi đầu người thân rắn, bên cạnh là nhật nguyệt dập dìu, luân hồi bất định. Hai viên nguyên đan bay lên càng ngày càng cao, càng ngày càng sáng chói, che lấp cả ánh sáng của ma nhật, chiếu rọi toàn bộ hoang thành, không một ai có thể thấy được. Trong hai viên nguyên đan, đột nhiên thần thông bạo phát công kích lẫn nhau. Nháy mắt đã có vô số kiếm khí bắn ra. Kiếm khí bắn từ nguyên đan Phục Khi giống như kim loại, phát ra tiếng leng keng kiếm khí hóa giao long. Vạn long xuất hiện phía trên hoang thành, bay lượn ngập trời, nhằm vào nguyên đan của thiên thánh ma thần chém tới. Trong nguyên thần thiên thánh ma thần vọng lên tiếng tế tự, rồi tiếng trống tùng tùng vang lên, dường như trong nguyên đan có ma thần gióng trống. Tiếng trống chấn động trời đất, đánh vỡ tan những con giao long đang lao tới. Hai viên nguyên đan bay lượn trên không trung, những tiếng keng keng va đập vang lên tới mấy trăm lần. Tiếng trống ngày một vang vọng, uy lực ngày một mạnh hơn, tiêu diệt vô số giao long. Đột nhiên, Phục Khi trong nguyên đan mở mắt ra, hai vầng nhật nguyệt bên cạnh rơi vào hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang biến thành âm dương nhị khí, phá trùng trùng sóng âm, chém xuống nguyên đan của thiên thánh ma thần. Từ trong nguyên đan của thiên thánh ma thần bay ra một chiếc trống lớn, mặt trống có bốn ma thần cỡ nhỏ, cao khoảng ba thức đang gõ trống. Tiếng trống chiến đấu với âm dương nhị khí. Trong nguyên đan của thiên thánh ma thần lại có hai ma thần cỡ nhỏ bay ra, trong đó một ma thần tay cầm một phiến lá liễu giống lưỡi kiếm, dài khoảng 4 thức, cố gắng đâm tới. Một ma thần khác thì đứng trên mặt lá, hai tay thiên biến vạn hóa, truyền thần thông vào phiến lá, đâm về phía nguyên đan Phục Khi. Trong nguyên đan Phục Khi, Phục Khi hất đuôi, đuôi rắn cuốn thanh kiếm giống như lông vũ đâm ra. Hai thanh quái kiếm va chạm trên hang đài ở hoang thành. Các vị cự phách cự đầu sắc mặt kịch biến. Lão ẩu đến từ các từng tộc vội vàng xé rách tay áo ném ra. Ống tay áo bay lên đột nhiên mở rộng, biến thành vân khí mù mịt, chắn trăm dặm hoang thành. Ống tay áo vừa tan đi, liền nghe tiếng phụt phụt phá không và tiếng dẹt dẹt liên tục vang lên. Kim kiếm giống như lông vũ và phỉ thúy kiếm giống như lá liễu va vào nhau. Vô số đạo kiếm khí vô hình bạo phát, kiếm khí dài tới vài chục dặm, hoành tả bốn phương tám hướng. Đám mây mịt mù từ trong ống tay áo kia bị các đạo kiếm khí chém tơi tả. Kiếm khí bị mây chặn lại, không chém xuống hoang thành. Nhưng hoang mạc bên ngoài thì bị kiếm khí vô hình chém thành những đường nứt vỡ tới mấy chục dặm, vô cùng khủng khiếp. Trên hoang đài, hai vị thiếu niên đứng đối diện nhau, không hề động đậy. Trung Nhạc và Ma Thánh đấu mắt, khí thế của cả hai đều càng ngày càng mạnh, giống như hai tấm màn sắt uỳnh uỳnh đọ nhau trên không trung vậy. Khí thế hai bên liên tục bành trướng, người khác cảm giác như khí thế của họ biến thành hai đại cao thủ quyết đấu. Chỉ cần chiếm được một chút ưu thế về khí thế thôi là có thể thừa thế ra tay, mở rộng ưu thế, kích sát đối phương với thế như trẻ tre. Tuy ở đây có nhiều cường giả, thế nhưng không nhiều người nhận ra điều này. Cũng chỉ có cự phách và 8 người tu la mới nhận ra sự nguy hiểm ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Các cường giả ma tộc khác, bao gồm cả cự đầu pháp thiên cảnh, cũng chỉ thấy được sự đối đầu giữa nguyên đan của hai bên. Trung Nhạc và Ma Thánh chưa động, nguyên đan động trước. Nguyên đan ra tay thay họ, trên bầu trời hoang thành triển khai một trận đối quyết bất ngờ. Hai viên nguyên đan quyết chiến càng ngày càng ác liệt, tung các loại thần thông, ngay cả cường giả ma tộc cách một tầng mây nhìn cũng rất rõ ràng, hoa mày chóng mặt. Hai tên này đều rất giỏi. Vị lão ẩu của các từng tộc xé tay áo vừa rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nguyên đan quyết đấu mà uy năng đã đủ để giết tất cả cường giả đan nguyên cảnh rồi. Quả nhiên là kỳ tài. Thánh tộc trưởng, ngài thấy hai người này thắng bại sẽ ra sao đấy? Một trung niên mỹ phụ không biết tới từ khi nào ngồi phía dưới nghe vậy thì cười. Ma La công tử thua kém một chút,
Có lẽ là vì nguyên đan và công pháp của hắn không hợp, nên chưa thể thần đan hợp nhất được. Có lẽ nguyên đan của hắn tu luyện hơi sớm, chưa hoàn toàn kết hợp được với công pháp hiện tại. Mỹ phụ này đôi mắt vô cùng sắc bén, vừa nhìn là nhận ra điểm còn thiếu sót của Trung Nhạc. Trung Nhạc tu thành thần ma nhất thể, dung hòa công pháp của thần tộc và ma tộc, sáng tạo ra thần ma thái cực đồ. Tuy có nhiều đột phá, nhưng đến nay vẫn chưa luyện thành thần ma thái cực nguyên đan. Đây là điểm mà nguyên đan của hắn thua kém ma thánh. Lão ẩu của các từng tộc hạ giọng nói: Thánh tộc trưởng đã mang thứ đó tới chưa? Vị trung niên mỹ phụ kia chính là thánh tộc trưởng của các từng thánh tộc, nghe vậy gật đầu cười nói: Mang tới rồi, lần này vì bắt ma thánh, ta không chỉ đem tới thần chiếu thạch mà lão tổ tông để lại, mà còn có cả chấn tộc chi báo thập lục thiên ma đồ. Bà ta nhìn mấy vị cự phách trên hoang đài, ánh mắt lay động. Thánh tộc trưởng của Diêm Ma tộc cũng đã tới rồi, lại thu nhỏ nhục thân, mặt dày mày dán trốn trong ống tay áo của con trai hắn, chỉ sợ bị ma thánh phát hiện. Xem ra chấn tộc chi báo của Diêm Ma tộc, Thiên Thị Ma Nhẫn cũng được hắn đem tới rồi. Ồ, còn có thánh tộc trưởng của Thiên Tượng tộc cũng bất tam bất tứ trốn trong đám tiểu bối kia, cũng mang chấn tộc chi báo Thiên Tượng bảo ấn tới. Tộc trưởng của tám thánh tộc thì có ba vị tới rồi, cũng là khá coi trọng ma thánh và ma la. Lão ẩu của các từng tộc thấp giọng cười nói: Lão thân cho rằng thánh tộc trưởng của tám thánh tộc không thiếu một ai cả, tất cả đều tới, chỉ là có người hiện thân, người thì không mà thôi. Mỹ phụ kia gật đầu hàm tiếu nói: Những lão quỷ khác đều trốn trong bóng tối cả, gần hoang thành cũng là muốn xem có nhất thiết phải ra tay giết ma thánh hay không. Giờ chỉ xem ma la có thể buộc ma thánh bộc lộ mấy phần bản lĩnh. Nguyên đan của hắn không bằng với ma thánh, thật đáng lo ngại, nhưng về khí thế thì tương đương với ma thánh. Trẻ tuổi như vậy mà đã có khí thế này, đúng là đáng sợ. Lão ẩu kia nói: Cường giả trẻ tuổi như vậy không phải cùng tộc với ta, không thể giữ lại. Mỹ phụ kia gật đầu nói: Đúng vậy, tuyệt đối không được giữ lại. Lúc này khí thế hai người Trung Nhạc và ma thánh giống như những ngọn sóng lớn va đập vào nhau, tạo thành những tiếng nổ càng ngày càng lớn, khiến đại mạc hoang thành giống như được di chuyển tới giữa biển lớn vậy. Khí thế hai người đều có chút không ổn định, bị khí thế đối phương quấy nhiễu. Lúc này trận chiến giữa nguyên đan cũng là lúc ác liệt nhất. Tu La, Diêm Ma, mấy người nhìn mà cũng kinh ngạc. Đến lúc này sắp phân thắng bại rồi. Nguyên đan của ma thánh càng ngày càng sáng. Đột nhiên trong thiên thánh ma thần nguyên đan vọng ra tiếng gầm phẫn nộ kinh thiên động địa, là kiểu ma tế bái để hư ảnh của cái đầu ba tuần bùng phát uy năng. Trước tiếng gầm đó, nguyên đan phục kỳ của Trung Nhạc bị đánh bay. Nguyên đan của thiên thánh ma thần bay tới, chín ma thần vây quanh nguyên đan. Nguyên đan dần hình thành hình dạng, biến thành đầu ba tuần há mồm nuốt nguyên đan phục kỳ của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, phía sau ma thánh xuất hiện các quầng sáng, thân hình hắn nở to thành cơ thể ma thần cự nhân cao 3-40 trượng. Ngũ đại bí cảnh đều mở ra hết, chấn áp khí thế của Trung Nhạc. Hắn hiện nay mọi người đều quay lưng lại, tất cả chủng tộc ma tộc đều không tế tự hắn nữa. Nguyên thần của hắn có hạn, nhưng cũng tạo được nguyên thần 3-40 trượng, không hề yếu thế hơn Trung Nhạc chút nào. Ngũ luân vừa mở ra, khí thế của hắn bùng nổ toàn diện bạo phát áp chế Trung Nhạc. Nhưng lúc này Trung Nhạc lại cười dài một tiếng, các quầng sáng hiện ra sau lưng xuất hiện, khí huyết trong cơ thể uỳnh một tiếng. Đạo nhất biết cảnh, đạo nhất luân, âm dương biết cảnh, âm dương luân, thần tài biết cảnh, thần tài luân, vạn tượng biết cảnh, vạn tượng luân, và ngũ hành biết cảnh, ngũ hành luân, toàn bộ đều được mở ra. Ngũ đại biết cảnh mở ra, ngũ luân chiếu rọi. Cùng lúc đó, biết cảnh thứ 6, huyết mạch biết cảnh, huyết luân cũng mở ra. Phục khi thần tâm bùng phát, khí huyết của hắn cuồng bạo thêm mấy lần, khí huyết phá thể bay thẳng lên trời, bắn ra xung quanh chiếu rọi cả bầu trời đỏ rực màu máu. Hai viên nguyên đan dập dềnh trong biển đỏ, uy năng của nguyên đan phục khi đã tăng mạnh. Khí thế của hắn cũng bùng nổ, chấn áp về phía trước, đẩy lùi khí thế của ma thánh, giống như gió thổi lá liễu vỡ tan vậy. Vào khoảnh khắc khí thế của ma thánh hoàn toàn sụp đổ, Trung Nhạc cười lớn, thân hình biến thành thần nhân phục khi cao 36 trượng, thân người thành long văn tách biệt âm dương. Thần ma thái cực đồ xoẹt một tiếng mở rộng, một quyền oanh kích ma thánh. Kiểu ma tế! Ma thánh hét lớn, giơ tay lên đỡ, kiểu ma xuất hiện, vô số đồ đàng văn nối liền hóa thành tế đàn khổng lồ.
Ma Thánh đứng chính giữa tế đàn, tế tự, nâng cao thực lực. Uỳnh 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 uỳnh. Hoang đài nổ tung, cửu ma tế đàn vỡ ra, một đạo hắc tuyến lao về phía sau, biến thành một đạo hắc quang. Hai luyện khí sĩ không kịp tránh, bị bắn cho nổ tung. Bùm bùm bùm. Đạo hắc ảnh đó xuyên qua các tòa nhà của ma tộc, tòa lầu cung điện sụp đổ thành nhiều mảnh. Trung Nhạc cười ha hả, đuôi rắn quất một cái, hoang thành chấn động. Trung Nhạc như một mũi tên đã rời khỏi dây cung, bắn thẳng vào đại hoang bên ngoài hoang thành. Trên hoang đài bị vỡ vụn, hàng loạt thân ảnh bay vút lên trời. Đông đảo cường giả bay lên không trung, nhìn xuống hoang mạc mà sắc mặt kinh hãi. Thân hình Ma Thánh rơi xuống biển cát, cát giống như biển lớn, mặt biển nổi lên những con sóng cát cao hàng trăm trượng tách ra hai bên. Ma Thánh bị đánh bay giống như cánh buồm lướt sóng, cát cuồn cuộn hai bên, phía sau là một ngọn sóng lớn tựa nộ long đuổi theo Ma Thánh, chính là Trung Nhạc. Tại sao hắn lại có lục luân vậy? Nhiều hơn các luyện khí sĩ khác một cái. Thánh tộc trưởng của các từng tộc, vị mỹ phụ kia thần tình kinh ngạc, lẩm nhẩm nói: luyện khí sĩ mở ra ngũ đại bí cảnh có tất cả ngũ luân, lẽ nào nguyên thần của hắn lại có 6 bí cảnh sao? Quầng sáng phía sau luyện khí sĩ chính là thấu ảnh của năng lượng nguyên thần bí cảnh, một quầng sáng đại diện cho một tòa bí cảnh. Vừa rồi phía sau Long Nhạc có 6 quầng sáng hiện ra rõ ràng, không ai đếm sai được. 6 quầng sáng có nghĩa là hắn có hơn người khác một tòa bí cảnh, đây mới là việc đáng sợ nhất. Cho dù là thần ma cũng chỉ mở ra 5 tòa nguyên thần bí cảnh, mở ra bí cảnh thứ 6 có nghĩa là hắn sẽ có pháp lực mạnh hơn, tinh thần lực mạnh hơn, khí huyết dồi dào hơn, ưu thế lớn hơn luyện khí sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa, ưu thế này sẽ được nâng cao dần cùng với sự tăng tiến của cảnh giới, sẽ không ngừng mở rộng. Ví như vừa rồi, nguyên thần thiên thánh ma thần của Ma Thánh mạnh hơn nguyên đan phục khí của Trung Nhạc, hoàn hảo hơn của Trung Nhạc, nhưng khi Trung Nhạc vừa mở ra bí cảnh thứ 6, khí huyết bùng phát, lập tức áp chế được nguyên đan thiên thánh ma thần. Hắn có luyện thành thần ma nhất thể sao? Thánh tộc trưởng của thiên tượng tộc thấp giọng nói: ngoài tiên điên Phong Hiếu Trung ra, lại có luyện khí sĩ cũng làm được sao? Một vị cự phách khác sắc mặt ngưng trọng nói: thần ma nhất thể lục luân, dường như Phong Hiếu Trung cũng có bản lĩnh tương tự. Chẳng trách mà hắn dụ 8 thánh tộc chúng ta mắc bẫy, thì ra hắn đã câu kết với Phong Hiếu Trung từ lâu rồi, chắc chắn là Phong Hiếu Trung đã chuyển cho hắn ta. Tên ma la này rốt cuộc là ai đây? Giờ xem ra hắn chắc chắn không phải ma tộc ta rồi. Trong thần tộc hình như cũng không có chủng tộc đầu người thân rắn. Ở phía xa, thân hình Trung Nhạc và Ma Thánh cường lại rồi lại lao vào nhau. Thần ma thái cực đồ hoa lệ bạo phát, chém đôi đại mạc biến thành một màn sáng chói lòa. Tấm màn ánh sáng này vô cùng trắng lệ, dùng nhục thân của Trung Nhạc làm đường thái cực, chia đôi âm dương. Thần ma và âm dương dung hòa, nhật nguyệt dập dìu chuyển động quanh nhục thân của hắn, uy lực cực lớn, khiến cự đầu pháp chiến cảnh nhìn cũng thấy phải thót tim. Thần thông cỡ này đã khiến cho họ cảm thấy sự uy hiếp cực lớn. Đây còn là thần thông của một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh hay không? Ma Thánh một chân đáp xuống, liền thấy cát tung bay, cát trong hoang mạc nhanh chóng hình thành một tòa tế đàn. Cùng với thân hình của hắn di chuyển, tế đàn bằng cát cũng di chuyển theo. Hắn thích phóng toàn bộ sự cường đại của thiên thánh thần chiếu kinh. Kiểu ma thần đứng sừng sững ở trên tế đàn, dòng chảy của cát tạo thành tế đàn chảy tựa như dòng nước. 9 tòa tế đàn cũng không ngừng thay đổi vị trí, chuyển động xung quanh tế đàn ma thánh tạo ra ở chính giữa. Kiểu ma thần của ma thánh bị đầu ma tuần phá hủy trong tam trùng tế, nhưng giờ hắn đã luyện lại được. Phía sau kiểu ma thần có 5 vòng sáng, cộng với 5 vòng sáng của ma thánh là có tất cả 50 cái. Nếu như so sánh thì 6 vòng sáng của Trung Nhạc trở nên quá bé nhỏ, nhưng nói về hiệu quả thì 6 vòng sáng của Trung Nhạc đáng sợ hơn, tăng cường cho nhục thân nguyên thần được nhiều hơn, thậm chí còn hơn cả 50 quầng sáng của Ma Thánh. Đó là vì quầng sáng phía sau kiểu ma thần của Ma Thánh thực ra không phải thấu ảnh nguyên thần bí cảnh của kiểu ma thần. Kiểu ma thần là ác niệm, ma niệm của hắn biến thành. Những quầng sáng kia thật ra đều là thấu ảnh năng lượng của ngũ đại bí cảnh của Ma Thánh, vì thế không thể bằng Trung Nhạc được. Thần thông hai bên đối chọi, thần thông đơn giản cứ thế tới lui, không có nhiều thay đổi. Các cường giả trên thành nhìn mà chau mày, chỉ mấy người tu la nhìn là thích thú. Trung Nhạc đẩy trường lực về phía trước, Ma Thánh thì cúi người về phía trước. Chiêu thức chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đúng khoảnh khắc hai thần thông va chạm, tất cả mọi người mới thấy được sự khủng bố của hai chiêu thức đơn giản đó.
Trong đại mạc bỗng nổi bão cát. Trong cơn bão cát là một vùng tối tăm, hạt cát ma sát tạo thành tiếng sấm sét rền rẹt, chốc chốc lại chiếu sáng bóng tối bên trong cơn bão. Cùng lúc đó, bên trong bão cát, thần thông ẩn giấu trong chiêu thức đơn giản vừa rồi của Trung Nhạc và Ma Thánh mới bùng phát ra. Thần thông đó đều được hai người tinh luyện, luyện nhỏ tới mức vô hình vô tung. Lúc này thần thông mới gặp nhau, bùng phát uy lực, cộng với cơn bão cát kia, tất cả lập tức liền hiện hình. Vô số hạt cát biến thành các con giao long, các vị ma thần, các đạo lôi đình, các tia kiếm khí, giống như sinh linh không ngừng lao vào nhau quyết chiến. Các cường giả nhìn mà thấy hoa mắt. Quỳnh 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 quỳnh. Ma Thánh khóe miệng có vệt máu, tế đàn dưới chân đột nhiên nổ tung, đồ đằng văn tạo nên tế đàn tan thành từng mảnh, cùng với cát bay đi bốn phương tám hướng. Lần này khủng bố hơn lần ở trong hoang thành. Đồi cát núi cát đều bị cuốn bay, hòa vào thần thông của hai người họ. Những hạt cát bắn ra với uy lực khủng khiếp. Hoang thành cách đó trăm dặm, từng thành phát ra tiếng phụt phụt, xuất hiện các lỗ nhỏ nhiều không đếm xuể, đều là bị những hạt cát cách xa trăm dặm xuyên thủng. Hoang thành là trạm đầu tiên ma tộc dùng để chống lại sự xâm nhập của long tộc. Tường thành cũng được tôi luyện kỹ càng, không biết bao nhiêu luyện kỹ sĩ ma tộc gia cố, vô cùng chắc chắn. Nhưng trận chiến của Trung Nhạc và Ma Thánh gần như tương đương với hai vị cự đầu pháp thiên cảnh, tuy cách rất xa nhưng vẫn tạo tổn thất không nhỏ đối với tường thành. Pháp lực cuồng bạo của Trung Nhạc đẩy Ma Thánh về phía sau, nhưng năng lượng quỷ dị của thần ma dịch lại kéo hắn về phía tay của Trung Nhạc. Đây chính là thần thông của Trung Nhạc, năng lượng ẩn chứa trong thần ma dịch. Rõ ràng như là thần thông rất bình thường, thế nhưng năng lượng thì lại khác. Pháp lực của hắn bạo phát đánh mạnh lên Ma Thánh, còn trường lực của hắn kéo Ma Thánh về phía mình, tạo nên hai loại năng lượng khác biệt, gần như muốn xé nát Ma Thánh. Luồng trường lực kéo Ma Thánh về phía hắn là ẩn giấu năng lượng khác nhau, trong đó có âm dương nhị khí, còn có pháp lực thần đạo, ma đạo không ngừng biến đổi, làm rối loạn pháp lực của Ma Thánh, khiến cho hắn như bọ bị rơi vào lưới nhện, không thể thoát ra được. Pháp lực của hắn thực sự quá hùng hồn, khí huyết quá cuồng bạo, sức mạnh đã vượt qua Ma Thánh. Rắc một tiếng, cánh tay phải của Ma Thánh bị vặn cho biến dạng, xương cốt gãy lìa, cả cánh tay phải bị kéo vào trong thái cực đồ của thần ma dịch, bị nghiền nát mét. Ma Thánh hự một tiếng, cát xung quanh biến thành vô số thanh kiếm cát nhằm vào Trung Nhạc mà đâm tới. Cùng lúc đó, trận quyết chiến giữa hai viên nguyên đan, trong đó nguyên đan thiên thánh ma thần rơi xuống. Ma Thánh há mồm nuốt gọn nguyên đan vào bụng, đưa tay bắt lấy lá phỉ thúy, dùng lá như kiếm mà đâm Trung Nhạc. Nguyên đan phục khi cũng rơi xuống, được Trung Nhạc nuốt vào bụng. Hắn lấy bằng vũ kim kiếm ra, hai thanh thần kiếm va vào nhau vô thanh vô tức. Ma Thánh xoay chuyển lá phỉ thúy, lắc mạnh, cuồng phong bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, ngực Trung Nhạc bỗng lún xuống. Cuồng phong phát ra từ lá phỉ thúy đánh trúng ngực Trung Nhạc, khiến xương sườn của hắn gãy lìa, cả người như chiếc lá bị gió thổi bay, lộn nhào trong cuồng phong, dầm một tiếng đập vào tường thành. Bức tường đổ sập, các tòa kiến trúc trong thành cũng nối tiếp nhau mà sập xuống. Một chiêu vừa rồi của Ma Thánh đã quạt hắn bay vào trong thành, va sập hết các công trình kiến trúc. Ngay đúng khoảnh khắc Trung Nhạc bị quạt bay, mi tâm của hắn tách ra, thần nhãn phục khi xuất hiện, bắn ra một đạo kiếm quang, chém từ trên xuống. Ma Thánh vội vàng nghiêng đầu, tay trái bị gọt mất. Đạo kiếm quang đó là thần nhãn dung hợp âm dương nhị khí thành kiếm khí, biến thành đại tự tại kiếm khí. Sau khi cắt tay của Ma Thánh là chém xuống cổ của hắn theo đường chéo, xuống tận ngực Ma Thánh. Ma Thánh rơi xuống, biến thành khói đen, biến mất trong sa mạc, rồi hiện hình cách đó trăm trượng, tránh được chiêu thất sát của Trung Nhạc. Chết đi! Hắn chỉ còn lại một tay, đột nhiên búng một cái, lá phỉ thúy bay ra, đuổi theo phía sau Trung Nhạc mà đâm tới. Khi lá phỉ thúy bay đi, lập tức phình to, càng ngày càng to, lao thẳng vào trong thành. Cùng lúc ấy, hắn cúi người một tay ấn lên sa mạc, hét lớn: "Lên!" Tiếng huỳnh huỳnh chấn động không ngừng vọng tới. Xung quanh hoang thành nổi lên 9 tòa tế đàn, bao vây lấy tòa thành 900 dặm này. Thiên thánh thần chiếu, phản tế hoang thành. 9 tòa tế đàn bằng cát lập tức hiện lên đồ đồng văn chói lòa. Tế đàn nghịch chuyển, biến thành tế tự, đại trận khổng lồ. Hoang thành bỗng chốc bị trận pháp bao phủ, biến thành một tòa tế đàn tế tự. Khốn kiếp Ma Thánh, ngươi còn dám làm vậy sao? Các vị cự phách cự đầu ở trên thành đại nộ, vội vàng chuyển mấy chục vạn luyện khí sĩ ma tộc đi để cho họ không bị tế sống. Nhưng vẫn có hàng ngàn ma tộc vì thực lực quá yếu, còn chưa tới mức luyện khí sĩ đã bị tế sống. Vào khoảnh khắc những người đó bị tế, tu vi thực lực của Ma Thánh lập tức tăng mạnh.
cánh tay vừa rồi bị Trung Nhạc luyện hóa cũng mọc trở lại. Lớn, lớn. Tiếng của Trung Nhạc vọng ra từ trong hoang thành, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Một thanh đại kiếm cao 3.000 trượng vung lên, đánh bay lá phỉ thúy, quét sập cả vô số phòng ốc. 9 tòa tế đàn bên ngoài thành lập tức đổ sập. Trung Nhạc hít sâu một hơi, ngực căng lên, xương sườn nối liền lại. Một kiếm chém xuống, kiếm quang màu kim chém xuống, khuấy động sóng cát, chém về phía ma thánh cách đó hơn 100 dặm. Một kiếm chém ra, thân hình Trung Nhạc chuyển động theo kiếm khí. Ma thánh vừa tránh được kiếm khí thì thế lóe sáng, thần ma thái cực đồ xuất hiện đang ập xuống hắn. Thần ma dịch. Trung Nhạc hét lớn, ma thánh tổ huyết ngã ra sau, còn chưa đứng vững thì Trung Nhạc đã lao tới. Thần ma dịch. Ma thánh lại bay ra sau phẫn nộ. Ma la, ngươi chỉ biết một chiêu thần thông này thôi sao? Những cự đầu cự phách trên hoang thành cũng nhìn nhau nghĩ bụng. Vị ma la công tử này hình như đúng là chỉ biết có một chiêu thần thông này. Thần ma dịch. Ma thánh lại thổ huyết, đột nhiên khí huyết toàn thân mất kiểm soát, máu tươi từ trong người hắn bắn ra, rơi về phía bàn tay của Trung Nhạc. Sắc mặt ma thánh kịch biến, ngũ luân phía sau bay ra một tấm ma thần huyết phù. Bên trên hoang thành, ma tộc cự phách, cự đầu cùng các thánh tộc trưởng của các tộc sắc mặt cũng là đại biến, thất thanh nói: Hắn quả nhiên còn có ma thần huyết phù. Ma thần huyết phù chính là ma thánh kiếp trước luyện bảo vật, có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi khôi phục lại ma thần thuần dương cảnh giới, đủ để cho ma thánh dễ như trở bàn tay mà kích sát hết thảy. Đây cũng là nguyên nhân bát bộ thánh tộc e ngại ma thánh. Bát bộ thánh tộc sở dĩ không dám đối đầu với ma thánh chính là bởi vì lo lắng ma thánh có ma thần huyết phù. Nếu như hắn còn có ma thần huyết phù, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên do muốn Trung Nhạc đi trước thăm dò cũng là vì vậy. Thời khắc này, ma thánh bị Trung Nhạc chiếm cứ tiên cơ, đánh cho trọng thương. Trung Nhạc chỉ một thức thần ma dịch, bay tới bay lui, thi triển tới, thi triển lui, đánh cho ma thánh không thể làm gì. Hiện tại lại suýt chút nữa bị rút đi một thân khí huyết. Nguyên do không thể không thi triển ra lá bài tẩy của mình trước thời hạn mà đem ma thần huyết phù tế xuất ra. Ma thần huyết phù này bay ra vừa mới bắt đầu thiêu đốt, liền thấy ma thánh khí huyết nổ vang, thoát khỏi thần ma dịch ấn của Trung Nhạc trở về thể nội. Ma thần huyết phù thiêu đốt trong lúc đó, ma thần chi uy cuồn cuộn phóng lên trời, khủng bố bá đạo, chấn áp hết thảy. Đột nhiên chỉ thấy Trung Nhạc sau đầu 6 lần chuyển động cũng có một chương phù văn bay ra. Phóng! Trung Nhạc bạo quát, thôi động tấm phù này. Đạo phù văn này rõ ràng là đạo phù văn mà lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc đã lưu lại. Thần phù uy năng bạo phát, hai chương thần phù uy lực va chạm, giữa không trung hiện ra một chữ phong khổng lồ cùng một tôn thể phách hư ảnh ma thần. Chữ phong cùng ma thần hư ảnh va chạm, hai cỗ thần uy bạo phát, ma thần hư ảnh kia tức khắc bị ép tới không ngừng thu nhỏ lại, bị ép thành vài đạo phù văn mà rơi xuống. Hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm trong nháy mắt, Trung Nhạc và ma thánh đều cùng nhau bị đánh bay đi ra ngoài, đập xuống đến chỗ sâu của sa mạc. Trung Nhạc gian nan đứng dậy, liên tục ho ra máu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách hắn không xa, ma thánh cũng liên tục ho ra máu, cũng gian nan đứng lên. Cả hai cùng nhìn về nơi hai đạo phủ văn va chạm. Chỉ thấy cách bọn họ không xa xuất hiện một cái lỗ to, hố cát khổng lồ, phương viên hơn 10 dặm, sâu không lường được, cuồn cuộn cát vàng không ngừng hướng trong hố chảy tới. Mà ở hố cát, cuồn cuộn dung nham trào động, trong nham tương còn có hắc ám, dường như có một tôn ma thần bị phong ấn chấn áp trong đó, oanh động dung nham để cho dung nham nhúc nhích. Mà dung nham đỏ hồng kia vừa vặn lại viết ra một chữ phong khổng lồ. Hố cát này ở dưới thần uy ma uy nồng nặc đáng sợ, hiển nhiên hai chân thần uy uy năng còn đang giằng co, còn đang tranh đấu. Đột nhiên Trung Nhạc phun ra một ngụm máu, nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy pháp lực của chính mình dĩ nhiên cũng bị phong ấn thần phù phong ấn lại. Dĩ nhiên chương thần phù này không phân biệt địch ta, chỉ cần trong phạm vi bao phủ của thần phù, hết thảy liền bị phong ấn. Hỏng bét rồi, chân thân phục khí của ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Trung Nhạc trong lòng dùng mình, chân thân phục khí của hắn cần vận dụng huyết mạch phục khí để duy trì. Huyết mạch thức tỉnh càng được nhiều, duy trì thời gian càng dài. Hiện tại trong cơ thể của hắn phục khí huyết mạch thức tỉnh 1/2/10, thời gian duy trì so với trước đây cũng dài hơn, thế nhưng không phải là không có hạn chế. Cùng ma thánh chiến đấu trong thời gian dài, chân thân phục khí của Trung Nhạc đã sắp sửa không chống đỡ nổi.
Lúc này ma thánh phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay lên chỉ vào Trung Nhạc. Hắn cất tiếng cười to, cười đến gặp cả người. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, bay nhanh tới. Ma thánh chậm rãi đứng thẳng, cười lạnh nói: "Ta biết thần phù của ngươi có tác dụng phong ấn, do đó ta cố ý dẫn dụ ngươi thi triển ra, đưa ngươi và ta cùng nhau phong ấn lại, phong ấn pháp lực và nguyên thần. Ngươi đã dùng thần phù, tiền vốn lớn nhất của ngươi cũng đã bị xóa rồi. Pháp lực của ngươi đích thực là mạnh hơn ta, nhưng nếu bàn về nhục thân, ngươi há có thể cùng ta sánh ngang được đây." Hắn sải bước đón nhận Trung Nhạc, thân thể vặn vẹo, hiện ra ba đầu sáu tay, tám chân. Tám chân bước ra, thân hình như bay, lấy nhục thân làm vũ khí, hướng Trung Nhạc cuồng phong bão táp công tới. Hắn lạnh lùng nói: "Nhục thân của ta thiên truy bách luyện, một thân đồ đằng văn luyện vào huyết dịch, da tóc, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Phong ấn phù thời gian hiệu quả tuy rằng không dài, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy ta đủ để kích sát ngươi rực rồi." Hiện tại hai người pháp lực và nguyên thần đều bị phong ấn, lá phỉ thúy cùng bằng vũ kim kiếm đều không thể tế khởi, có khả năng dựa vào chỉ có thể là nhục thân của mình. Nhục thân tranh phong mới là quyết thắng chi đạo. Chưa hẳn đâu. Lúc bấy giờ Trung Nhạc hấp khí, cố đáng sinh mệnh lực trong cơ thể, nhục thân biến hóa, huyết nhục nảy sinh. Sáu cái tay ở dưới nách dài ra, hắn tổng cộng có tám tay. Ma thánh và Trung Nhạc từng người hiện ra thần ma chi khu, hai tôn cự nhân cao hơn 20-30 trượng, quyền cước khép mở, thế công mãnh liệt cực kỳ, từng cú đấm thấu thịt, đánh cho đối phương ra chóc thịt bong. Ma thánh đứng lên, bảy cái chân đá liên hoàn, nhanh như búa chém, liên tục mấy chục đá lên trên người của Trung Nhạc, đá cho Trung Nhạc cũng phải ra chóc thịt bong. Đột nhiên Trung Nhạc vung ra đuôi rắn, cuốn lấy tám cái chân của ma thánh, vung lên, liền hướng trên mặt đất, hung hăng mà đệm xuống. Đuôi rắn liên tục vung vẩy, ma thánh bị đập đến thất điên bắt đảo. Trung Nhạc lại vung đuôi rắn cuốn lên, đem ma thánh lật ngược lại, tám tay như mưa rông gió bão đánh tới. Ma thánh đầu dưới chân trên, sáu tay điên cuồng đón nhận, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, quyền nhanh, cước nhanh, làm cho người ta xem không tới. Mở. Tám chân của ma thánh phát lực thoát ra khỏi đuôi rắn, hai người ở trong sa mạc bay nhanh như điện xẹt. Ma thánh liên tục chịu thiệt, vội vã nhún người nhảy lên, chân đạp không trung. Cái đuôi của Trung Nhạc kẽ động cũng du động ở trên không trung, đuôi như diêu long, không cần mượn lực chân đạp không khí mà liền có thể phi hành ở trên không trung, tốc độ càng ngày càng nhanh, dĩ nhiên so với ma thánh còn muốn nhẹ nhõm như ý hơn rất nhiều. Lấy thân phi hành chính là một loại kỹ năng vốn có của Phục Hy thần tộc, không cần mượn bất kỳ pháp lực thần thông, lên trời xuống đất không gì không làm được. Ma thánh còn tưởng rằng hắn không có hai chân, vô pháp mà bay lên, nào biết Trung Nhạc ở trên không so với mặt đất còn muốn linh hoạt hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc trong mắt tinh quang chớp động, bay nhanh giết tới. Hắn cười lạnh nói: "Nếu bàn về nhục thân của tộc ta trừ tiên thiên thần, tiên thiên ma ra, có lẽ còn không có người nào có khả năng so sánh được đâu." Hai người trên không trung quyền qua cước lại, lôi đình nổ vang không dứt. Ma thánh ho ra máu, lần nữa bị Trung Nhạc cuốn lấy tám cái chân, vô pháp mà động đậy. Mà Trung Nhạc đuôi rắn khóa lại tám chân của hắn, cũng vô pháp phi hành ở trên không trung, cả hai cùng thẳng tắp mà rơi xuống. Ở phía dưới chính là trung tâm của hai cỗ thần phù đang bạo phát uy năng. Dưới đáy hố cát, hai chương thần phù vẫn ra sức đấu tranh, một cái nỗ lực phá phong, còn một cái thì nỗ lực đem đối phương phong ấn lại. Trung Nhạc cùng ma thánh rơi xuống chính là trung tâm của hố cát, nếu rơi vào bên trong không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trên đường rơi xuống, người còn trên không trung, Trung Nhạc cùng ma thánh vẫn tiếp tục giằng co tranh đấu. Bỗng nhiên Trung Nhạc kéo sáu cái tay bắt lấy sáu bàn tay của ma thánh, mặt khác hai cánh tay còn lại lấy tay làm đao, liên tục hướng cổ ma thánh chém tới. Trong nháy mắt hắn liền chạm xuống không biết bao nhiêu đao, chỉ thấy máu tươi phun trào. Hắn dĩ nhiên lấy tay làm đao đem đầu ma thánh xinh xinh chặt bỏ. Mà ở lúc này hai người hầu như đã rơi đến gần hố cát, cách càng ngày càng gần. Đuôi rắn của Trung Nhạc lấy nòng, thân hình du động hướng một bên trườn đi, thân như du long dọc theo bờ hố cát mà trườn. Hắn vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên nhục thân biến hóa, Phục Kỳ huyết mạch lực lượng cũng tán đi, biến trở về hình người. Trung Nhạc đứng tại biên giới hố cát nhìn xuống dưới, chỉ thấy hố sâu thăm thẳm, thần hỏa ma hỏa nhen nhóm dung nham, chữ phong to khổng lồ ở phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Chữ phong đang dần dần trở nên ảm đạm,
mà ma thần huyết phù ngưng tụ ra ma thần lực lượng cũng gần như tiêu hao hết. Ở xa xa trên không hoang thành, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc kinh ngạc nhìn một màn này. Một vị cự phách lẩm bẩm nói: "Ma thánh chết rồi sao?" Trung Nhạc lấy nhục thân làm vũ khí, trước mặt bọn họ dùng lực lượng của thân thể đánh chết ma thánh, thực sự quá chấn động. Ma thánh tung hoành vài ngàn năm chưa bại một lần, mà thời khắc này rứt cục lại bại, rứt cục cũng chết. Đột nhiên một vị ma tộc luyện khí sĩ kinh ngạc nói: "Nhân tộc, Ma La là nhân tộc, hắn chính là nhân tộc." Có ma tộc cường giả nhận ra Trung Nhạc kêu lớn: "Đại Hoang Kiếm Môn, Trung Sơn Thị Trung Nhạc sao?" Trên hoang thành, một mảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu thanh âm xì xào nghị luận về thân phận chân thực của Trung Nhạc. Mà ở bên dưới hố cát, Trung Nhạc như trước vẫn đứng bình tĩnh nhìn đáy hố. Rất nhiều ma tộc luyện khí sĩ hướng bên này chào tới hô lên: "Giết, phải giết chết tên nhân tộc này." Trung Nhạc như trước đứng tại biên giới hố cát, yên tĩnh mà chờ đợi. Đột nhiên chỉ nghe răng sắc một tiếng vang thật lớn, ở dưới đáy hố cát nhô ra một đầu lâu to khổng lồ, lỗ mũi phun khí, hóa thành hai đạo vòi rồng, cuốn lên cao tới 100.000 trượng, cát trụ ầm ầm cuốn lên. Cái đầu lớn kia, lớn nhỏ cỡ từng 100 trượng, dữ tợn đáng sợ, dưới đáy hố cát nhô đầu ra, đôi mắt như thánh hỏa hừng hực, mọi nơi nhìn lại, đón lấy ánh mắt rơi vào trên người của Trung Nhạc. Vù! Cuồng phong gào thét, đầu lâu từ từ dâng lên, một vị ma thần chi linh trong hố khát chậm chậm đứng lên. Ma uy ngập trời, một tôn ma thần chi linh nghìn trượng xuất hiện ở trong sa mạc. Trung Nhạc đứng ở dưới chân hắn, ngước đầu lên nhìn, chỉ cảm thấy mình dường như bé nhỏ đến không đáng kể, còn không bằng ngón chân của hắn. Ồ, chân linh của ma thánh sao? Trung Nhạc lẩm bẩm, chỉ cảm thấy lực lượng phong ấn đã tiêu thất, pháp lực của chính mình lại có thể vận dụng. Đột nhiên hắn giơ tay lên, đem bằng vũ kim kiếm thu vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói: "Ma thánh, ma tộc không hề tế tự ngươi, linh của ngươi còn có thể vận dụng được mấy phần lực lượng đây." Ma thánh chi linh không đáp lời, quay đầu hướng tới những luyện khí sĩ ma tộc kia nhìn lại. Những luyện khí sĩ ma tộc kia kinh hồn táng đảm, từng người một vứt đi hồn binh của chính mình. Phù phù. Có người sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu hướng ma thánh cúng bái. Càng nhiều ma tộc luyện khí sĩ quỳ rạp xuống hơn, hướng ma thánh chư linh lễ bái. Mà trong hoang thành, đếm không hết con dân ma tộc cũng ở đây nhao nhao dập đầu cúng bái. Trái tim Trung Nhạc từ từ lạnh xuống, cảm ứng được lực lượng trong cơ thể ma thánh, ma linh chậm chậm thức tỉnh. Đây là năng lượng phong tồn trong xương tủy ma thánh, do ma tộc trong vài nghìn năm tế tự mới có thể có được. Ma thánh khống chế ma tộc bắt hoang mấy nghìn năm, được ma tộc bắt hoang cung phụng vài ngàn năm. Bất kỳ ma tộc con dân nào nhìn thấy chân linh của hắn đều là theo bản năng mà cúng bái. Thời khắc này, ma thánh bị hắn hủy đi nhục thân, hiện ra chân linh đưa tới cúng bái, để cho trong cơ thể của hắn lực lượng phong tồn thức tỉnh, tuyệt đối là bao trùm ở chân lực lượng của Trung Nhạc. Nếu ma linh ma thánh không tỉnh lại, Trung Nhạc dùng thần binh chi uy có thể chém được hắn. Nhưng ma thánh chi linh đã sống lại, người bị chém cũng chỉ có thể là Trung Nhạc. Tộc trưởng của bát bộ thánh tộc cùng các vị trưởng lão vừa giận vừa sợ nhìn những ma tộc quỳ lại kia, từng người tức giận đến run lên, thế nhưng lại không thể làm gì. Lực ảnh hưởng của ma thánh quá lớn, cho dù làm nhiều việc ác, cho dù tội ác chồng chất, chỉ cần linh của hắn hiện thân, liền như trước có người tế tự. Ma thánh chi linh hướng Trung Nhạc nhìn lại, thanh âm rung động ầm ầm: "Ngươi bây giờ đã biết ta có thể sử dụng được bao nhiêu phần lực lượng rồi chứ, Trung Sơn Thí?" Trung Nhạc trong mắt tinh quang chớp động, muốn cầm kiếm giết tới. Đột nhiên tiếng sóng biển theo sa mạc phía tây truyền đến, chỉ thấy sóng lớn ngập trời, chìm ngập sân mạch phía tây của bát hoang ma tộc. Một vị nam tử trẻ tuổi long tộc đứng phía trên đầu sóng, xa xa khom người cúi đầu, cất cao giọng nói: "Thỉnh thánh khí." Tiếng rồng ngâm to rõ vang lên, một cây kiếm sau lưng vị nam tử trẻ tuổi long tộc từ từ dâng lên, dường như chính là bản long kiếm, pang một tiếng chạm hướng ma thánh. Bản long kiếm quay chung quanh ma thánh chi linh liên tục chuyển động, đột nhiên thu lại, rơi vào trong vỏ kiếm sau lưng nam tử trẻ tuổi kia. "Ma thánh, giết ngũ lão long tộc ta, diệt thần binh ngũ tộc ta, ta phụng mệnh tới đây chu diệt ma thánh." Nam tử trẻ tuổi kia hướng cường giả ma tộc xa xa chắp tay nói: "Chư vị, Ngao Phượng Lâu đắc tội rồi."
Sóng lớn thối lui, nam tử trẻ tuổi kia đạp đầu sóng, thối lui đến bên kia núi, trốn vào trong biển. Mà hố cát phía trên ma thánh chi linh, đột nhiên linh hồn bị phá diệt, hồn phách bị chém, linh cũng bị tiêu tán. Từ lúc Ngao Phượng Lâu xuất hiện, tế bản long kiếm, từ lúc Ngao Phượng Lâu thu kiếm về, trước sau cũng chỉ một hai nhịp thở, khiến các cự đầu cự phách của ma tộc không kịp phản ứng. Ma thánh chi linh cao tới nghìn trượng đang vỡ vụn, ma thánh cứ như vậy bị giết, cục diện này thật sự Trung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Bản long kiếm là thánh khí cùng cấp bậc với thần dực đao, một chiếc long vũ của thần dực đao chính là bằng vũ kim kiếm của Trung Nhạc, đã có thần uy lớn như vậy, huống hồ là bản long kiếm hoàn chỉnh của Ngao Phượng Lâu đây. Ngao Phượng Lâu hiện giờ đã là cự phách, cầm bản long kiếm giết ma thánh. Nhục thân ma thánh bị Trung Nhạc tiêu diệt, không có nhục thân bảo vệ, cộng với linh của hắn không được tế tự đủ, không thể thức tỉnh hoàn toàn, đương nhiên sẽ bị một kiếm tiêu diệt. Ngũ lão và năm món thần binh của long tộc đều bị ma thánh tế mất rồi. Long tộc thân là chủng tộc lớn, cũng giống như ma tộc vậy, cường giả đời nào cũng có, đương nhiên không thể nhẫn nhịn được. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nghĩ bụng. Long tộc rõ ràng đã có âm mưu từ trước rồi, chính là để giết ma thánh, báo thù cho ngũ lão, nhưng Ngao Phượng Lâu vẫn là lợi dụng ta một chút rồi. Nếu là lúc bình thường, Ngao Phượng Lâu cho dù có bản long kiếm thì cũng không dễ gì giết được ma thánh. Chính vì tấm ma thần huyết phù cuối cùng của ma thánh bị Trung Nhạc tiêu hao hết, hơn nữa Trung Nhạc cũng tiêu diệt nhục thân của ma thánh, chỉ còn lại linh hồn, nên Ngao Phượng Lâu mới có cơ hội. Ngao Phượng Lâu nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, đúng vào lúc ma thánh chi linh chuẩn bị thế nhưng lại không thức tỉnh được, một kiếm tiêu diệt hắn. Hơn nữa thân ở dãy sơn mạch trên đại lục ma tộc và Đông Hải, có thể tiến có thể lui, giết ma thánh xong lập tức rút lui, khiến cho cường giả ma tộc không thể làm gì được hắn. Chắc trong Đông Hải còn có cường giả long tộc tiếp ứng cho hắn, để không bị rơi vào trong vòng vây của ma tộc, mất thánh khí của long tộc. Ma thần binh của ma thánh! Đột nhiên có người hét lên. Hắn vừa dứt lời thì Trung Nhạc nhanh chóng di chuyển, đưa tay nhặt Phỉ Thúy Diệp, ma thần binh của ma thánh lên, cất vào trong nguyên thần bí cảnh, sau đó nhanh chóng lùi về sau, bay lên cao. Khi vượt qua hố cát, thân hình của hắn đột nhiên uốn lượn, chui vào trong nguyên thần bí cảnh sụp đổ của ma thánh. Vô số cường giả ma tộc quát lên phẫn nộ lao tới, ngay cả cự phách của Bát Bộ Thánh tộc cũng không kìm được mà lao thẳng tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Mấy người Tu La, Diêm Ma cũng từ hoang thành chạy tới nguyên thần bí cảnh của ma thánh. Nguyên thần bí cảnh của ma thần rất rộng lớn, đặc biệt là nguyên thần bí cảnh của cường giả như ma thánh thì càng mênh mông. Mỗi một tòa nguyên thần bí cảnh, cho dù là cái nhỏ nhất cũng hơn nghìn dặm. Một vị ma thần trước khi chết thu thập được rất nhiều, bất luận là ma linh dịch hay là các loại tài liệu để luyện khí, đều là bảo vật thần cấp cả. Huống hồ trước khi chết, ma thánh luyện ngũ hành chi khí, vạn tượng chi lực, sinh mệnh lực và sinh cơ dồi dào, cùng với thọ nguyên thần diệu khó đoán được xuất hiện trong các tòa bí cảnh. Ngoài ra còn có đồ đằng văn cấp ma thần, nếu luyện vào hồn binh được thì hồn binh sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hoàn toàn có thể nói rằng ngũ đại nguyên thần bí cảnh của ma thánh chính là năm tòa bảo khố dồi dào nhất thế gian hiện nay. Trung Nhạc chui vào ngũ hành bí cảnh của ma thánh, nhìn thấy kim tinh chi khí biến thành thần quang chớ lòa bao quanh các ngọn núi trắng lệ, kim quang vạn đạo, còn những ngọn núi kia là thổ tinh chi khí mênh mang nặng nề. Mộc tinh chi khí biến thành những ngọn cây cao tới nghìn trượng, tán cây bao trùm phạm vi rộng tới vài chục dặm. Thủy tinh chi khí tụ tập thành biển mênh mông, hỏa tinh chi khí thì biến thành biển lửa. Đây là ngũ hành chi khí quý nhất trong ngũ hành bí cảnh, được tu luyện vô cùng thuần khiết. Ngoài ra còn có vô vàn nguyên liệu quý hiếm, có lẽ thần kim các màu mà ma thánh thu thập được ở thiên ma bí cảnh. Trung Nhạc di chuyển nhanh như chớp trong ngũ hành bí cảnh, quanh người là các đạo đồ đằng văn bay lượn y lên trên bầu trời, dưới mặt đất của ngũ hành bí cảnh. Thu cho ta! Trung Nhạc dốc toàn lực sử dụng pháp lực khởi động đồ đằng văn của mình, cùng lúc đó lướt đi như chớp, đi qua ngũ hành và trong vạn tượng bí cảnh. Đồ đằng văn mà hắn phủ khắp ngũ hành bí cảnh lập tức sáng lên, kéo trời đất của tòa bí cảnh này bắt đầu thu nhỏ, ngưng luyện ngũ hành bí cảnh của ma thánh, khiến tòa bí cảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Nếu vào trong ngũ hành bí cảnh, chắc chắn có thể thấy đồ đằng phủ khắp trời đất, vừa hay là hai tấm thần ma thái cực đồ khổng lồ, âm dương chuyển động, vận chuyển theo hai hướng khác nhau, luyện hóa trời đất này. Bên ngoài bí cảnh, các vị luyện khí sĩ đang lao vào, vừa hay muốn vượt qua bí cảnh ngũ hành,
Đột nhiên bí cảnh ngũ hành rộng lớn thu nhỏ lại, bị Trung Nhạc từ bên trong luyện thành vòng sáng chỉ to bằng cái cối xay. Trong số các luyện khí sĩ lao tới cũng không thiếu cường giả pháp thiên cảnh. Mọi người lập tức khởi động thiên địa pháp tướng, thò ra những chiếc ma thủ to mấy chục mẫu tóm về phía quầng sáng. Quầng sáng đó lại bị một luồng lực kéo vào vạn tượng bí cảnh, tất cả vội đuổi theo vào vạn tượng bí cảnh. Chỉ thấy quầng sáng đó nhanh chóng xoay chuyển lao lên không trung. Vô số ma thủ thò tới, nhưng quầng sáng đã bay ra phía sau Trung Nhạc, chui vào nguyên thần bí cảnh của hắn, biến mất dạng. Nhân tộc, để lại bí cảnh của ma thánh đi. Các vị cường giả pháp thiên cảnh đại nộ, ma thủ thi nhau tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc cười lớn, rút ra từ nguyên thần bí cảnh bằng vũ kim kiếm, quét một đường vòng cung, nhún người nhảy lên, nhảy ra khỏi vạn tượng bí cảnh, chui vào thần tài bí cảnh. Các vị cự đầu hét lớn phẫn nộ, trên không trung rơi xuống vô vàn cái ma thủ khổng lồ. Bàn tay của các vị cự đầu đó cũng bị chém rơi. Vạn tượng bí cảnh là bí cảnh lớn nhất của ma thánh, gấp mấy lần ngũ hành bí cảnh. Trong tòa bí cảnh này, đầu đầu cũng thấy các đạo đồ đằng văn giải khắp trời đất, giống như từ trên trời xuyên vào tận sâu lòng đất vậy. Nếu luyện hóa được những đồ đằng văn này, có được đồ đằng văn ma thánh đã ngưng luyện thì cũng là bảo vật rất lớn. Nhưng muốn luyện hóa chúng cần rất nhiều thời gian. Dùng đồ đằng văn của bản thân bao phủ lấy tòa vạn tượng bí cảnh này, luyện hóa nó còn mất thời gian hơn. Vì thế Trung Nhạc lập tức liền rút lui. Nhưng hắn cũng thầm thấy tiếc. Trong vạn tượng bí cảnh, ma thánh cất giữ ma linh dịch. Ma linh dịch mênh mông như biển lớn, vô cùng thuần tịnh. Đông đảo cường giả ma tộc lao vào thần tài bí cảnh, còn chưa kịp tấn công Trung Nhạc thì đột nhiên không gian thần tài bí cảnh chấn động không ngừng, trời đất biến dạng. Một vị cự phách cỡ bên ngoài chen vào vạn tượng bí cảnh, khí diễm ngập trời, chấn động cả tòa bí cảnh. Trung Nhạc đang lấy đi dòng thọ nguyên của ma thánh, thấy thế liền kêu nguy ngập, lập tức bỏ lại thế kiếm chém thần tài bí cảnh, định phá vỡ bí cảnh để thoát thân. Nhân tộc Trung Sơn Thế, nếu ngươi giết ma thánh xong bỏ đi thì chưa biết chừng còn có cơ hội sống được, nhưng ngươi lòng tham vô đáy, còn định càn quét bảo vật của ma thánh sao? Vị cự phách ma tộc đó mỉm cười, giơ tay thò về phía Trung Nhạc, lớn tiếng nói: lần này ngươi tự đưa mình vào chỗ chết rồi, không trách ai được. Thật ra bảo tàng ma thánh gì đó còn không giá trị bằng ngươi đâu. Trung Nhạc một kiếm chém vỡ thần tài bí cảnh, chui ra ngoài, thấy bàn tay khổng lồ kia vẫn chưa qua khe hở lao về phía hắn. Chém! Trung Nhạc đeo kiếm quay người, một đạo kiếm quang chém xuống, bàn tay của cự phách kia bắt bằng vũ kim kiếm bằng hai ngón tay, mặc cho kiếm khí có dữ dội thế nào cũng không thể gây thương tổn gì cho hắn. Ba ngón tay còn lại của hắn búng lần lượt. Ngón đầu tiên búng lên bằng vũ kim kiếm, Trung Nhạc tứ chi chấn động, hự một tiếng, bằng vũ kim kiếm bật khỏi tay. Ngón thứ hai của vị cự phách kia búng vào không trung, không khí phát ra tiếng chói tai, ngực Trung Nhạc gần như bị đánh lõm xuống. Ngón thứ ba của cự phách búng ra, ngón tay càng ngày càng dài, giống như cây thương dài nhằm Trung Nhạc đâm tới. Trung Nhạc dùng hai tay đập mạnh, bay lên bay xuống như bươm bướm, ngực phồng lên, sự cường đại của bất tử chi thân lập tức được thể hiện. Ngón tay kia cũng vô cùng linh hoạt, lên xuống như rắn, bám sát theo Trung Nhạc, khiến cho hắn phải liên tục lùi lại, không thể lại gần bằng vũ kim kiếm. Đột nhiên sau lưng Trung Nhạc mọc đôi cánh kim ô, vỗ cánh bay lên. Vị cự phách kia ra khỏi thần tài bí cảnh, định thu lấy bằng vũ kim kiếm, thì đột nhiên Trung Nhạc lấy ra một cây đèn đồng tàn tạ, bằng vũ kim kiếm lập tức bay vào trong cây đèn. Bên trong cây đèn đồng là thần dực đao, cùng với bằng vũ kim kiếm là một thể. Giờ Trung Nhạc lấy đèn đồng ra, bằng vũ kim kiếm đương nhiên phải trở về bản thể. Vị cự phách kia đại kinh, vội tóm lấy bằng vũ kim kiếm, thanh kiếm kéo theo cả hắn cùng rơi về phía đèn đồng. Thật cổ quái! Vị cự phách ma tộc sắc mặt kịch biến, vội buông bằng vũ kim kiếm ra. Trung Nhạc nghiến chặt răng, đưa tay bắt lấy bằng vũ kim kiếm. Đột nhiên một luồng hắc khí từ trên kiếm rơi xuống tay, khiến cho bàn tay của hắn bị tan giữa, lộ cả xương trắng. Cự phách kia đã để lại một tia ma khí lên kiếm. Trung Nhạc thu kiếm về, liền bị ma khí xâm nhập, phá hoại tu vi và nhục thân. Thần ma dịch! Trung Nhạc quát lên, thân hiện thái cực đồ, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa ma khí. Đôi cánh kim ô vỗ mạnh, biến thành ánh sáng dài, bay lên không. Hắn vừa bay lên thì lão ẩu của các từng tộc đột nhiên cười hề hề, xé ống tay áo bên kia của mình ném lên. Ống tay áo đen ngòm xoay chuyển, cuồng phong nổi lên cuốn lấy Trung Nhạc, hút vào trong ống tay áo. Trung Nhạc thấy không thoát được khỏi lực hút của ống tay áo kia,
vội vàng vỗ mạnh cánh tăng tốc lao về phía đó, hòng xuyên qua nó. Người thoát được không? Lão ẩu của các từng tộc nhích môi cười, phía sau ống tay áo bỗng thoát lại. Trung Nhạc định lao thẳng tới, thế nhưng đột nhiên thấy phía trước đã bị chặn lại. Ma khí và đồ đằng văn khủng bố trong ống tay áo kia trào dâng, quân lấy người Trung Nhạc luyện hóa. Cùng lúc đó, lão ẩu bay tới định bắt lấy chiếc ống tay áo. Trung Nhạc tế bằng vũ kim kiếm chém xuống ống tay áo, định chém đứt nó. Thế nhưng không ngờ kiếm quang chém xuống thì cái ống tay áo nứt một khe rồi lại liền lại. Hắn chém liên tục trăm nhát, ống tay áo tuy bị nứt nhiều nhưng rồi lại khép lại, không cho hắn bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Lão ẩu kia đã luyện hồn binh tới trình độ hữu hình vô chất, có thể tách rời tụ lại tùy ý, cho dù là bằng vũ kim kiếm cũng không thể phá vỡ được. Lão ẩu bay tới gần, đưa tay bắt lấy ống tay áo, đột nhiên nghe tiếng vọng ra: "To, to, to!" Trung Nhạc cầm kiếm hét lớn, bằng vũ kim kiếm càng ngày càng lớn, nhanh chóng biến thành khổng lồ, khiến ống tay áo dựng đứng lên. Lão ẩu sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng hét lớn: "Dài, dài, dài!" Ống tay áo cũng biến to lên, trong nháy mắt bằng vũ kim kiếm dài tới 3.000 trượng, giống như con thuyền lớn. Trung Nhạc thì ẩn mình trong bằng vũ kim kiếm, nhỏ đến không thể thấy được, khiến cho lão ẩu không biết hắn trốn ở chỗ nào. Ống tay áo dài tới 800 trượng thì không thể tiếp tục dài được nữa, phụt một tiếng liền rách tan. Bằng vũ kim kiếm thoát khỏi sự khống chế, lập tức biến thành một chiếc lông vũ, đưa Trung Nhạc bay đi, nhanh như tia chớp bay về phía dãy núi ở bờ biển. Hắn vừa nhấc chân chưa bay được bao xa thì đột nhiên thấy trên không trung hỏa vân che lấp bầu trời, là một con chim ba chân khổng lồ đuổi theo phía sau, là con kim ô ba chân đang thỏ móng vuốt định bắt hắn. Cự phách của Atula thánh tộc sao? Trung Nhạc giật thót tim. Con kim ô ba chân này hơi khác với đại nhật kim ô chi linh của hắn, không phải nhật linh thuần chính, có lẽ là thái dương chi hỏa Atula tộc tự thu thập sau nhiều năm tế luyện bồi dưỡng ra nhật linh này. Cự phách ra tay không phải tầm thường, ba chảo đáp xuống giống như ba bộ móng vuốt từ biển lửa lao xuống, mỗi một cái đều bao trùm không gian mấy trăm mẫu. Trung Nhạc hừ lạnh, đột nhiên lắc người, hiện ra tám cánh tay, bốn tay cầm bằng vũ kim kiếm, bốn tay khác cầm phỉ thúy diệp của ma thánh, dựng song kiếm lên chém về phía bộ móng vuốt khổng lồ đang lao xuống kia. Keng 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 keng, âm thanh giòn tan vang lên, trong đó hai bộ móng vuốt rụng khá nhiều vảy, máu tươi chảy ra, song kiếm của Trung Nhạc cũng bị đánh bật rơi xuống. Bộ móng vuốt thứ ba nhằm chán của hắn lao xuống, cùng lúc đó máu của cự phách Atula tộc rơi xuống đột nhiên biến thành thái dương ma hỏa phừng phừng, uy lực vô cùng, chui vào trong cơ thể thiêu đốt nguyên thần của hắn. Trung Nhạc mặc cho ma hỏa chui vào trong cơ thể, thân thể rơi xuống với tốc độ nhanh, đuổi theo hai thanh thần kiếm của mình, há mồm hít một hơi, bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp cùng chui vào mồm. Dầm một tiếng, Trung Nhạc rơi xuống, cắt tung mù mịt cả nghìn mẫu, cuốn về bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Trên không trung, móng vuốt của cự phách Atula thò xuống cơn bão cát, bỗng nghe tiếng hét mãng cổ từ bên trong cơn bão vọng ra, một con bích thiềm sáu mắt nhảy ra ngoài. Con bích thiềm này chính là Trung Nhạc hóa thành, nhún người nhảy hơn 10 dặm, nhảy như bay. Hơn nữa, sáu mắt giống như vầng trăng sáng náo loạn không gian, đi tới đâu cát mù bao phủ tới đó. Cự phách Atula tóm hụt lập tức vỗ cánh lao vào cơn bão cát. Cơn bão càng ngày càng lớn, Trung Nhạc cũng không chạy thẳng một mạch mà nhảy lung tung nhiều chỗ, khiến hắn không nắm được quỹ đạo di chuyển của Trung Nhạc. Liên tiếp mấy cự phách ra tay mà không bắt được hắn, khiến mấy người họ cũng rất mất thể diện. Cùng lúc truy sát, bão cát càng ngày càng lớn, khiến cho họ không xác định được vị trí của Trung Nhạc. Mấy vị cự phách cùng mở mắt bắn ra thần quang quét qua quét lại ở trong cơn bão cát. Trong bí cảnh của ma thánh lại có các vị cự đầu khác lao ra. Trung Sơn Thí, Trung Nhạc nhảy như bay, càng khuấy động lên bão lớn. Đột nhiên trong bóng tối, một vị cường giả pháp thiên cảnh lao tới trước mặt hắn. Trung Sơn Thí, xem ngươi còn chạy đi đâu. Trung Nhạc lắc mình, từ bích tiềm sáu mắt biến thành thần nhân ba chân, ba chân phát lực lao về phía cường giả pháp thiên cảnh kia. Cường giả pháp thiên cảnh kia phẫn nộ gầm lên một câu cổ ma ngữ: "A cổ chát tê lạc!" Nhục thân của hắn nhanh chóng phình to, biến thành con vượn cao trăm trượng. Hắn là cường giả dùng ma viên làm nguyên thần, trong lòng bàn tay cuồn cuộn kim khí, biến thành cây đao trăm trượng vung lên chém Trung Nhạc.
huyết nhục dưới sườn Trung Nhạc mọc ra 6 cánh tay nữa. 40 đầu ngón tay bắn ra vô số đạo kiếm khí, bay vào biến mất ở trong cơn bão cát. Cùng lúc đó, bằng vũ kim kiếm và phỉ thúy diệp rơi vào tay của Trung Nhạc, điên cuồng tấn công cự đầu pháp thiên cảnh kia. Hai người lao vào nhau rồi lập tức tách ra. Trung Nhạc bị cự lực của ma vượn trăm trượng đánh cho bề mặt da toàn thân nổ lóc tóc, máu chảy đầm đìa, nhưng rồi dòng máu lại chui vào trong cơ thể của hắn. Cây đao trăm trượng của cường giả pháp thiên cảnh bị đánh gãy, ngực bị phỉ thúy diệp xuyên qua, trước ngực phun ra tia máu. A cổ chát tên lạc. Thanh đao gãy của cự phách pháp thiên cảnh chấn động, nửa lưỡi đao còn lại bay tới, lại thành một cây đao lớn, kéo đao chém Trung Nhạc. Đao của hắn không phải tầm thường, cũng được luyện tới trình độ hữu hình vô chất, cho dù bị chặt gãy cũng có thể phục hồi như cũ. Trung Nhạc cầm kiếm nghênh đón, hai người lại lao tới. Lần này Trung Nhạc rơi xuống ho ra máu, thương thế nặng hơn vừa rồi. Đối phương biến thành ma vượn trăm trượng, sức mạnh lớn hơn hắn. Cường giả pháp thiên cảnh kia trước ngực lại thêm một vết thương, ôm ngực thổ huyết. Hai người lại bật lên lao qua nhau. Chui của cây đao trăm trượng trong tay ma vượn đánh về phía sau, trúng vị trí tim đằng sau lưng, xuyên qua ngực hắn. Trung Nhạc cầm kiếm đâm về phía sau, suýt nữa đã chém đứt hông của hắn. Ma vượn rơi xuống đất rồi lập tức lao tới. Đột nhiên trong cơn bão cát vọng lại tiếng loạt xoạt. Không biết từ bao giờ có 64 đạo kiếm khí đã tới bên cạnh của hắn, quấn quanh người hắn, kiếm tơ chém keng keng lên người. Ma vượn liền sững người. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An sao? Rào rào. Nhục thân nguyên thần của hắn cùng vỡ vụn rơi đầy xuống đất. Ta không học được kiếm lục thập tứ thức nên dùng đại tự tại kiếm khí bổ sung cho kiếm trận. Nếu thật sự là kiếm lục thập tứ thức thì ta đã không cần phải dùng đến kiếm khí mà đánh lén ngươi. Trung Nhạc ho ra máu, 6 con mắt trên mặt càng thêm quỷ dị, quấy động cát trên sa mạc. Cơn bão ngày một mở rộng bao phủ cả khu vực 800 dặm. Thân hình của hắn lại biến thành kim mô ba chân, vỗ cánh bay ra khỏi cơn bão cát. Chỉ cần thoát khỏi đại mạc, vượt qua dãy núi kia là tới biển. Tới đó là địa bàn của Long tộc. Nhưng hoang mạc lại cực lớn, giờ hắn còn cách biển tới hơn 1000 dặm. Đây là khoảng cách khó lòng mà vượt qua được. Đột nhiên mắt Trung Nhạc hoa lên, thấy trên không trung xuất hiện một bức họa trải rộng hơn 100 dặm. Trong bức họa xuất hiện 16 vị nữ thiên ma yểu điệu thướt tha, y phục lụa bay phấp phới, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Tuy là nữ tử của 16 bông hoa tạo ra, nhưng lại mang những luồng khí tức ma thần đáng sợ. Đây chính là chấn tộc chi bảo của Cát Tường Thánh tộc, thập lục thiên ma đồ. Trung Nhạc khóe mặt giật giật, lập tức đổi hướng, định vượt qua thập lục thiên ma đồ. Đột nhiên, một cái đại ấn bay xuống, xoay tròn, càng ngày càng lớn, giống như ngọn núi cổ, bốn bề vuông vắn, đen tuyền một màu, chắn trước mặt của hắn. Chiếc đại ấn vuông vắn to như núi đó, hình thái giống như một vị thần nhân đầu rồng, ấn tọa phẳng vuông vắn, cái mũi dài vung xa tới mấy chục dặm, cuốn cát tung lên. Đây là chấn tộc chi bảo của Thiên Tượng Thánh tộc, Thiên Tượng Bảo Ấn. Trung Nhạc lại đổi hướng, chưa bay được bao xa thì thấy phía trước xuất hiện một ngọn cây chọc trời mọc lên từ trong sa mạc, cành lá um tùm thi nhau mọc ra, giống như những thanh kiếm sắc bén treo ở trên cây, nghìn đạo ma khí cắt xuống sa mạc. Đây là chấn tộc chi bảo của Diêm Ma Thánh tộc, Thiên Thụ Ma Nhận. Trung Nhạc nghiến răng, định đổi hướng vòng qua Thiên Thụ Ma Nhận thì đột nhiên thấy một cây đàn tỳ bà bay tới. Không có người, thế nhưng tự đánh, tiếng đàn vang lên tinh tinh, tạo thành một tấm màn âm thanh, âm luật đồ đằng văn nhiều không đếm xuể, đan xen lẫn nhau, phong tỏa đường hướng phía tây của hắn. Đây là chấn tộc chi bảo của La Sát Thánh tộc, Châu Lệ Tỳ Bà. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, hai cánh tay thu lại, biến thành thần nhân ba chân, bằng vũ kim kiếm dưới chân bay lên, đỡ ba chân, đứng trên chiếc lông vũ, thân hình dập dềnh lên xuống. Phía sau hắn, các cự đầu cự phách đang lao tới, chặn hết đường lui của Trung Nhạc. Quả nhiên là Thái Dương Linh Thế, nhân tộc Trung Xuân Thị. Tu La Tán lên. Thánh tộc trưởng của Tu La tộc bước ra, chiếc ô vàng trong tay bay lên, không ngừng xoay tròn, càng ngày càng to ra. Đồ đằng văn cấp ma thần khóa chặt bầu trời, phong ấn lại nơi đây. Trên không trung, một tia sáng đen chiếu xuống, phập một tiếng cắm xuống đất, là một cây trạc ba đầu. Trạc cắm dưới đất, sa mạc bị nhuộm thành một màu đen. Thánh tộc trưởng của Dạ Xoa tộc đáp xuống, chuôi cây trạc ba đầu đứng đó phong ấn lòng đất sa mạc. Trung Nhạc nhìn quanh,
thấy các vị cự phách của Cát Tường, Diêm Ma, Thiên Tượng, Tu La, La Sát, Diêm La, Dạ Xoa, Atula đều đã xuất hiện. Thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc cũng ở cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Có thêm nhiều cự đầu pháp thiên cảnh nữa của ma tộc đuổi tới, phong tỏa hoàn toàn nơi đây. Trung Nhạc cười ha ha, ba chân đứng vững trên bằng vũ kim kiếm, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, châm chọc nói: "Ma thánh tộc thật là khí phách cả, đối phó với một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh mà cần đông cự phách cự đầu như thế này, thậm chí ngay cả thánh tộc trưởng cũng xuất hiện, còn đem theo các loại chấn tộc, ma thần binh, đúng là coi trọng ta quá rồi." Thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh tộc đã tới nơi, ngoài thái dương xa của Atula tộc ra đã bị Phong Hiếu Trung cướp đi nên không có chấn tộc chi bảo, thì bảy thánh tộc còn lại đều mang theo chấn tộc ma thần binh. Số ma thần binh này được mấy người Tu La cắt từng thiên nữ luyện khi còn sống, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi một món đều là tinh phẩm trong các thần binh, không hề thua kém Thanh Long Vân Văn Kỳ của Trung Nhạc. "Trung Sơn Thí, đừng có chất vàng lên mặt mình nữa đi." Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Nếu là đối phó với ngươi thì không cần bọn ta phải tốn công như vậy. Thực ra mục đích của bọn ta là giết ma thánh nên mới đem theo các loại chấn tộc chi bảo. Đối phó với ngươi thì không cần bọn ta đích thân tới đây. Mấy vị cự đầu, bất kỳ là ai cũng có thể lấy mạng ngươi dễ dàng rồi." Trung Nhạc cười nói: "Mấy vị cự đầu, bất kỳ là ai cũng có thể lấy mạng ta dễ dàng sao? Tại sao chư vị vẫn đích thân xuất hiện, dùng tới chấn tộc chi bảo chặn ta như vậy? Sao không để cho mấy vị cự đầu kia giết ta đi?" Thánh tộc trưởng Dạ Xoa sắc mặt cứng đờ. Trung Nhạc giết ma thánh, trấn áp luyện khí sĩ cùng lứa, về thực lực thì hắn đã có thể so bì với cự đầu pháp thiên cảnh được rồi. Nếu phái vài cự đầu pháp thiên cảnh, bất kỳ là ai ra chặn hắn thì chỉ e rằng không hiệu quả mà hắn sẽ chạy thoát. Cộng với món thần binh bằng vũ kim kiếm trong tay của hắn, lại có cả ma thần binh Phỉ Thúy Diệp lấy được từ ma thánh, chưa biết chừng đến cự đầu pháp thiên cảnh cũng bị hắn giết. "Nhân tộc Trung Sơn Thí, đừng có khua môi múa mép ở đây." Thánh tộc trưởng của Thiên Tượng Thánh tộc lên tiếng nói: "Hôm nay người khó lòng mà thoát được kiếp nạn này, hãy giao công pháp thần ma nhất thể ra đây đi. Nếu không, lát nữa bọn ta giết ngươi, tìm kiếm trong hồn phách của ngươi cũng có thể biết rõ được công pháp của ngươi." Các cự đầu cự phách khác liền thầm tính toán: Trung Nhạc tu luyện thần ma nhất thể mới giết được ma thánh, công pháp của hắn thần diệu khó lường, có lẽ còn hơn cả thiên thánh thần chiếu kinh của ma thánh. Vô số thiên tài thông thiên đều muốn tập trung ưu điểm của thần và ma lại, nhưng lại không thể khắc phục được sự đối lập của thần và ma. Trung Nhạc khắc phục được, giải quyết được vấn đề vạn năm khó giải này, sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Nếu có được công pháp này thì sẽ lại là một môn chấn tộc huyền công đứng trên cả các môn huyền công khác. "Chư vị, các ngươi đều là tiền bối cả, có thể cho ta một con đường sống hay không?" Trung Nhạc ôm quyền thi lễ, thành thật nói: "Ta giết ma thánh cho các vị cũng coi như là đại công, chư vị hà tất phải chèn ép lẫn nhau như vậy, chọc vào ta đối với mọi người đều không tốt đâu. Ma tộc các ngươi cũng không chịu nổi, chi bằng các ngươi để ta đi, nhân tộc ta đồng ý liên minh cùng với ma tộc đối phó với thần tộc." Các cường giả ma tộc nghe vậy đều khựng người lại, rồi hàng loạt tiếng cười lớn vang lên, thậm chí có người cười đến mức ho sặc sụa, chỉ Trung Nhạc nói: "Hắn bảo động tới hắn, đối với mọi người đều không tốt kìa. Một vị cự đầu khác cười đến chảy nước mắt nói: "Hắn còn nói ma tộc chúng ta không chịu đựng nổi, hắn nghĩ Bát Bộ Thánh tộc ta sợ sao? Liên minh với nhân tộc đối phó với thần tộc ư?" Lão ẩu của các từng tộc thì cười rơi cả răng ra nói: "Hắn không biết nhân tộc trong mắt ma tộc chúng ta chỉ là thức ăn và linh dược có chân hay sao? Số người lão thân ăn, số thuốc lão thân hái, số lượng nhân hồn luyện được cả đời này, đến bản thân ta cũng không đếm hết được đâu." Trung Nhạc cười, lấy trong nguyên thần bí cảnh ra một con rối gỗ nhỏ, hắn thở dài nói: "Ma tộc đúng là nhiều tai họa, xem ra không tránh được tai kiếp lần thứ ba này rồi. Tuy ta tốt bụng, tấm lòng rộng mở, nhưng để giữ mạng thì không thể không làm thế này." Con rối gỗ có ba mặt, ba gương mặt trong đó hai mặt cười quỷ dị đến khó tả, một mặt còn lại thì vô cùng nghiêm nghị. Trung Nhạc sắc mặt nghiêm lại, hồn phách tràn vào kích hoạt con rối ba mặt kia. "Đó là cái gì vậy?"
các vị cự đầu cự phách của bát bộ thánh tộc cùng nhìn con rối gỗ nhỏ bé kia, tất cả đều không biết lai lịch của nó. Ở phía xa, mấy người Tu La, La Sát cũng nhìn về hướng này, rồi nhìn nhau không biết gì về nó. Nền văn minh của tổ tinh có một khoảng trống khá lớn, khoảng trống do một trận biến cố lớn từ 10 vạn năm trước tạo thành, ghi chép về ma thần ẩu đã hoàn toàn biến mất. Dù là 8 vị lão tổ tông của ma tộc cũng không biết về tác dụng của ma thần ẩu. Chỉ có Phong Hiếu Trung, kẻ đi khắp nơi đào bới mộ phần, đào cả mộ táng thời viễn cổ thì mới biết được. Nhưng mấy người Tu La rất thận trọng, hơn nữa cũng từng cùng Trung Nhạc ngồi uống rượu luận anh hùng. Lần này cường giả ma tộc bao vây Trung Nhạc, mấy người họ không tham gia. Mời các tiền bối giáng lâm. Trung Nhạc cúi người trầm giọng nói. Hắn cúi người một lạy. Khi hồn phách chui vào trong ma thần ẩu bé nhỏ bỗng bay lên, giống như kết nối với một không gian nào đó, hư không giới, nơi mà thần linh ma linh ở đó. Thiên địa thông. Ma thần ẩu nhỏ bé chính là con đường nối liền hư không giới với thế giới hiện thực, đánh thức ma linh ngủ vùi, dẫn ma linh này từ hư không giới tới thế giới hiện thực. Một luồng năng lượng quỷ dị, khó lường tràn ra từ hư không giới, tạo nên áp lực cực lớn. Không gian quanh ma thần ẩu trở nên méo mó, ma thần ẩu nhìn như đang không ngừng biến lớn lên. Đây là dị tượng mà không gian trùng điệp tạo thành. Ma thần ẩu không hề biến to hơn, mà chỉ là không gian quanh nó đang chồng chất lên nhau, tạo thành hiệu quả như thấu kính. Ma thần ẩu như đang càng ngày càng to lên. Nếu không gian bán kính một trượng biến dạng thì ma thần ẩu sẽ nhìn như cao lên một trượng. Nếu không gian 100 trượng biến dạng thì nó sẽ cao tới 100 trượng. Loại thần thông này không phải dựa vào biến hóa nhục thân mà là thao túng không gian, còn lợi hại hơn thiên địa pháp tướng của cường giả pháp thiên cảnh. Rất nhiều thần ma tu thành thuần dương nguyên thần có thủ đoạn này, nhưng một ma thần ẩu bé nhỏ không phải chồng chất không gian 1 trượng mà là 100 trượng. Không gian xung quanh không ngừng bị kéo gần lại. Trong mắt mọi người, ma thần ẩu to như Trung Nhạc sừng sững đứng phía trên hoang mạc. Uy nghiêm đáng sợ của ma thần ẩu càng ngày càng cường hãn, khiến cho cát đá cũng vỡ vụn. Dưới lòng đất hoang mạc đột nhiên xuất hiện vô số bộ xương trắng bò lên đứng dậy. Bỗng chốc trên hoang mạc có tới hàng trăm vạn bộ xương khô trắng hiếu. Trong số những bộ xương chết ở hoang mạc này có vô số ma tộc, cả các loại mãnh thú, còn cả luyện khí sĩ các tộc tới đây lịch luyện. Từ xưa tới nay, số xương cốt chôn vùi ở đây không thể đếm xuể. Và nay số xương cốt này từ dưới lòng đất bò lên, có cái không đầu, có cái gãy chân gãy tay, có người có thú, trong đó còn có các xác khô, thậm chí cả thi thể ma thánh cũng từ dưới hố cát đứng lên. Số xương cốt xác khô này vung tay múa chân, vẻ mặt vui sướng, nhảy múa trên hoang mạc, vỗ tay thành nhạc. Tử vô quân thượng hề, vô hữu khả chính. Các bộ xương cự thú dậm chân xuống đất phụ họa theo. Hay à! Các bộ xương lại hát. Tử vô thần hạ hề, vô hữu lao đốn. Xương cự thú lại dậm chân, lắc lư đầu, xương kêu lách cách. Hay à! Tử vô tứ thầy hề, vô hữu hàn thử. Hay à! Tử vô phiền hữu hề, vô hữu thống sở. Hay à! Vô vàn xương trắng, xác khô cùng vung tay lên. Cả cái có đầu lẫn không đầu đều vung cánh tay hát vang. Sung sướng quá, vui vẻ quá. Ta sống có bờ bến, chết không bờ không bến. Sống có vạn điều khổ, chết có vạn điều vui. Sống không bằng chết, sống không bằng chết ta. Mau chết, mau chết, chết mau chết mau. Đám xương cốt trên hoang mạc đứng dậy hát khuyến tử ca vô cùng quỷ dị. Cường giả các tộc của ma tộc nhìn nhau chẳng hiểu gì. Trung Nhạc cũng thấy lo lắng. Rồi á, chủ nhân của ma thần ẩu này cũng phô trương quá rồi. Thế nhưng nhìn cảnh tượng hắn sáng lắm thì hình như cũng không phải là kẻ đáng tin cho lắm. Rõ ràng sống tốt hơn mà hắn lại nói thời gian sống quá ngắn, chết rồi bất tử, mãi mãi vui vẻ. Tiếng hát vừa dứt, toàn bộ xương cốt đều yên tĩnh, rồi rào rào đổ ra đất, chết một cách vui vẻ. Ma thần ẩu lớn bằng ngọn núi bỗng nhiên mở mắt nhìn Trung Nhạc, ba cái đầu mở miệng, giọng nói oang oang. Bao năm rồi, cuối cùng cũng lại có người gọi ta. Ma thần ẩu dường như có cơ thể bằng máu thịt, cổ vươn dài, ba cái đầu khổng lồ thò xuống từ tầng mây tới trước mặt Trung Nhạc. Ba cái mặt gần như che phủ được cả bầu trời, hơi thở cũng khiến cho y sam của Trung Nhạc bay phần phật, đẩy hắn lùi về phía sau. Mùi vị linh hồn rất đẹp, ngươi gọi sư đà tại tôn giáng lâm, hãy nói nguyện vọng của ngươi đi.
giọng nói của hắn chấn động đại mạc, giống như tiếng sấm vang rền ở khắp nơi. Giao linh hồn của ngươi ra đây, đại tôn ta có thể đáp ứng hai điều ước của ngươi. Trung Nhạc bị áp lực đè cho khiến không thể đứng thẳng, suýt chút nữa đã quỳ xuống, giấn cổ lên nói: Sư Đà Đại Tông, ta chỉ cần một điều ước thôi. Ngươi sẽ không nói một điều ước của ngươi là bảo ta hoàn thành 100.000 điều ước đấy chứ? Các con mắt trên mặt ma thần ẩu chớp chớp vô cùng quỷ dị, hắn cười hăng hắc nói: Kẻ lần trước đã bị bản đại tôn ăn rồi, bản đại tôn hoàn thành điều ước cũng cần có tâm trạng. Nếu là điều ước dễ dàng thì bản đại tôn cũng giúp ngươi, nhưng nếu là gài bẫy ta thì ta sẽ rất vui lòng thưởng thức linh hồn ngon lành của ngươi trước kia. Trung Nhạc cúi người nói: Đại tôn anh minh thần vũ, lẽ nào ta lại dám gài bẫy đại tông đây? Điều ước của ta rất đơn giản. Hắn ngẩng lên nhìn các vị cự đầu cự phách ma tộc ở xung quanh. Thánh tộc trưởng Tu La tộc liền biết không ổn, vội vàng hét lên: Tiên hạ thủ vi cường! Uỳnh 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 uỳnh! Các món ma thần binh bỗng chốc bạo phát uy lực thần ma kinh thiên động địa. Thiên nhận ma thụ được thánh tộc trưởng và các vị cự đầu phát thiên cảnh của Diêm Ma thánh tộc khởi động. Thiên ma nhận bạo phát thành vô vàn những lưỡi đao quang sáng chói dài tới mấy chục dặm, chém về phía Trung Nhạc và ma thần ẩu. Thánh tộc trưởng Tu La tộc ngay lập tức bắt lấy chiếc ô, kéo mạnh cán ô xuống giống như gấp ô lại, liền thấy đại mạc nổi sóng khát định hút Trung Nhạc và cả ma thần ẩu vào trong. Thánh tộc trưởng của thiên tượng tộc khởi động thiên tượng ma ẩu, thần nhân đầu voi trên bảo ấn giống như hồi sinh lao tới tấn công Trung Nhạc và ma thần ẩu. Nữ tộc trưởng và lão ẩu cắt từng thánh tộc hợp lực điều khiển thập lục thiên ma đồ. 16 vị nữ thiên ma nhảy múa tạo thành vũ trận tấn công Trung Nhạc và ma thần ẩu. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc tế trạc ba đầu lao tới. Nữ tộc trưởng La Sắt thánh tộc ôm cây đàn tỳ bà tung người, 10 ngón gảy đàn sóng âm từng trận biến thành sát cơ vô hình xông tới. Thánh tộc trưởng của Diêm La Atula tộc cũng khởi động hồn binh ma thần binh của mình xông tới. Rồi các vị cự đầu cự phách cũng động thân dùng hồn binh của mình tấn công Trung Nhạc và ma thần ẩu. Họ cũng nhận ra điều bất ổn, chủ nhân của ma thần ẩu lúc giáng lâm khiến trung gian biến dạng, không có tế tự linh hồn thế nhưng thực lực đã vô cùng đáng sợ. Tuy chủ nhân của ma thần ẩu nhìn có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng ma thần thực lực này họ chưa từng thấy cũng chưa từng được nghe nói. Giờ nhân lúc thực lực của ma thần ẩu chưa đạt tới đỉnh phong, chi bằng tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt cả ma thần ẩu lẫn Trung Nhạc. Nhưng đúng lúc này Trung Nhạc thu ánh mắt về, cúi người nói: Xin đại tôn ra tay giết hết bọn họ. Chấn tộc chi bảo của 7 thánh tộc nổ tung trước tiên. Đầu của ma thần ẩu chậm rãi ngẩng lên, 3 tiếng cười cùng lúc vang lên. Điều ước này sao? Quá đơn giản, ta còn tưởng ngươi định gây khó dễ cho ta kìa. Ma thần ẩu bước chân đi, giơ tay tóm một cái, ma nhận dài tới mấy chục dặm của thiên thụ ma nhận nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào tay của hắn. Thánh tộc trưởng Diêm Ma thánh tộc sắc mặt kịch biến, liên tục dùng pháp lực thu hồi thiên thụ ma nhận về, thế nhưng nó giống như mọc rễ trên tay ma thần ẩu, dù làm thế nào cũng không thể gọi về được. Ở phía xa, lão tổ Diêm Ma của Diêm Ma thánh tộc sắc mặt kịch biến, hét lên: Nguy rồi! Hắn là người tạo ra thiên thụ ma nhận, lập tức cảm nhận được dấu ấn mình để lại trong thiên thụ ma nhận đang bị xóa dần. Thực lực cảnh giới trước kia của hắn thuộc về tầng thứ thiên ma thần, cường giả cấp tổ, xóa dấu ấn của hắn lẽ nào lại dễ dàng như vậy? Có lẽ ít nhất cũng phải là ma thần tu thành thuần dương nguyên thần mới làm được. Thiên thụ ma nhận rơi vào tay ma thần ẩu, ma thụ càng ngày càng to, càng ngày càng cao, vô vàn sợi giống như tóc ma dài tới trăm dặm, đao quang bắn ra bốn phương tám hướng. Nguy to rồi, uy lực của thiên thụ ma lực được kích phát hoàn toàn rồi. Diêm Ma thất thanh nói, mấy người Tu La, Diêm La, La Sắt nữ sắc mặt đều biến đổi. Họ biết toàn bộ uy lực của món ma thần binh này đáng sợ tới mức nào. Uy lực thiên thụ ma nhẫn được kích phát hoàn toàn, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để giết toàn bộ những người có mặt ở nơi đây. Đầu của thánh tộc trưởng Diêm Ma thánh tộc bay lên, nhục thân bị đao quang chém nát vụn. 16 vị thiên nữ trong thập lục thiên ma đồ cũng đầu một nơi người một nẻo, biến trở lại thành bức tranh bay ra xa. Còn vị mỹ phụ kia sắc mặt kinh hãi, thân thể cũng bị đao quang chém nát. Thánh tộc trưởng Dạ Xoa tộc cầm trạc ba đầu xông tới,
còn chưa tới gần thì nhục thân nguyên thần đã tan tành trong biển đao quang. Thánh tộc trưởng của thiên tượng thánh tộc từ xa điều khiển thiên tượng bảo ấn, ai ngờ thiên tượng bảo ấn lại bị một đao quang bao vây, uy năng cạn kiệt, rơi xuống đất. Tiếp đó là đao quang của thiên thụ ma nhận bay tới chém nát vị thánh tộc trưởng này. Ma thần ẩu chưa hề động đậy, chỉ có bàn tay bắt lấy thiên thụ ma nhận là đao quang như rồng như rắn bay đi khắp nơi, giết hết mọi thứ. Tộc trưởng Tu La bên dưới chiếc ô vàng bị đao quang chém thành trăm ngàn mảnh. Lão ẩu cắt từng tộc định bỏ chạy thì nhục thân đột nhiên tan rã dưới đao quang. Cự phách của A Tu La tộc biến thành kim ô ba chân, vỗ cánh hoảng hốt bỏ chạy. Đao quang lóe lên, kim ô mất đầu rơi xuống đại mạc. Lại vô số đạo đao quang bay vào sâu trong đại mạc, chém sạch những cự đầu cự phách đang bỏ chạy, máu tươi nhuốm đỏ cả đại mạc. Hàng nghìn đạo ma nhận phát ra tiếng lăng keng không ngừng, liên tục thu ngắn lại thành một cái cây bình thường, chỉ cao hơn một trượng. Ma thần ẩu ném cái cây đi, há mồm hít một hơi, nguyên thần, linh hồn vỡ vụn bay vào trong mồm của hắn. Hắn cười hi hi nói: "Đúng là ngon, ta đã nói rồi mà, điều ước này quá đơn giản, ngươi còn muốn gì không?" Trung Nhạc đứng người nhìn về phía hoang mạc, cảnh tượng vừa rồi tựa như mộng ảo. Các cự phách cự đầu của bát bộ thánh tộc vô cùng cường đại, trong mắt hắn lại chết sạch sẽ, không một ai chạy thoát được. Thánh tộc trưởng bát bộ thánh tộc cũng đều nạp mạng. Những món ma thần binh kia, hồn binh của cự phách cường đại đến mức nào, nhưng trước mặt ma thần ẩu thì không có nổi cơ hội xuất một chiêu. Đại mạc nổi cuồng phong, máu của cự đầu cự phách chảy trên cát đặc quánh. Ma thần ẩu không tha cho cả chỗ máu này, huyết dịch giống như vật sống hướng về ma thần ẩu bò tới, tự động bao vào mồm hắn. Còn nhục thân tan nát của các cường giả ma tộc, huyết nhục cũng tương tự tách khỏi xương, giống như những con ếch đỏ hòn nhảy tưng tưng vào mồm ma thần ẩu. Ma thần ẩu nhai rôm rốp, máu chảy ra từ khoe miệng rồi lại chảy ngược vào, vô cùng khủng bố. "Trời á, Phong Hiếu Trung sư huynh định bắt vị sư đà đại tôn này thật sao? Hắn có thể bắt được kẻ ngang ngược này sao?" Trung Nhạc không khỏi lo lắng thay cho Phong Hiếu Trung. Sư đà đại tôn quả thực quá đáng sợ, còn hơn gấp nhiều lần so với ma thánh tiến lên ma thần huyết phù. Phong Hiếu Trung muốn dùng nguyện vọng cuối cùng của thần ma ẩu dụ hắn hạ phàm để bắt hắn. Trung Nhạc nghĩ đó là việc không thể nào hoàn thành được. Trên dãy núi ven biển cách đó nghìn dặm, Phong Hiếu Trung một mình đứng đó, từ xa nhìn ma thần ẩu, thân thể đang khẽ run lên. Thật mong chờ quá đi, ma linh mạnh như vậy. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kích động, điên cuồng, hắn lẩm bẩm nói: "Nếu bắt được hắn thì đủ cho ta chơi rất lâu rồi, Đột nhiên, vô vàn món ma thần binh bay lên rồi bay về phía xa. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy mấy người Tu La, La Sắt Nữ từ xa triệu hồi bảo bối của mình trước kia rồi bỏ chạy, không dám ở lại thêm thời khắc nào nữa. "Điều ước của ngươi quá nhỏ, đại tồn ta ăn còn chưa được no. Lần sau tìm được linh hồn ngon hơn cho ta thì chưa biết chừng ta sẽ tha cho ngươi." Thân hình của thần ma ẩu đột nhiên thay đổi, càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng trở lại thành thần ma ẩu nhỏ bé, rơi vào tay Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào nhìn quanh, trên hoang mạc chỉ còn lại xương trắng và mảnh vỡ hồn binh, không còn bảo bối gì nữa. Cự đầu cự phách của bát bộ thánh tộc, bao gồm cả thánh tộc trưởng, đều chết cả, không một ai thoát được. Đáng tiếc là sư đà đại tôn đã ăn cả mảnh vỡ nguyên thần lẫn linh hồn của họ, bảo bối trong nguyên thần bí cảnh cũng bị hắn ăn. Trung Nhạc muốn nhặt nhạnh một chút bảo bối cũng không được. "Thánh tộc trưởng của bát bộ thánh tộc và nhiều cự phách cự đầu như vậy mất mạng, đối với ma tộc mà nói là đả kích cực lớn. Nhiều cường giả như vậy tử vong đủ để khiến cho ma tộc đại loạn một thời gian dài, nguyên khí đại thương. Tuy bát bộ thánh tộc vẫn còn căn cơ, còn cường giả, thế nhưng trải qua hai lần đại kiếp tam trùng tế và Phong Hiếu Trung thì nguyên khí đã đại thương. Lần này nữa thì càng thương gân đoạn cốt rồi." Trung Nhạc ánh mắt lay động nhìn hoang thành từ xa. Ở trên trời, mấy người thiên ma phi, cắt tửng phi và thánh nữ phi cũng đang nhìn về phía hắn với ánh mắt phức tạp. Ma hậu nương nương một thân hắc y giống như tiểu quả phụ mất chồng, lạc lõng đứng ở trong gió nhìn hắn. Mấy người Tu La cũng đứng phía trên hoang thành, từ xa mà nhìn Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫy tay, quay người bay về hướng dãy núi phía tây. Ngay khi hắn bay đi, đột nhiên ma thần chi uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống. Mây gió trên không trung biến đổi, một gương mặt hung hãn xuất hiện ở trên trời, che lấp cả nửa bầu trời, uy nghiêm và khủng bố.
Trung Nhạc ngẩng lên, lộ ra sự khó tin. Cùng lúc đó, mấy người Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi cũng kêu lên thất thanh. Mấy người Tu La sắc mặt biến đổi, nhìn nhau. Lần này Trung Nhạc gây ra đại loạn, khiến cho mặt thần ẩn thế nhiều năm cũng phải lộ diện trừng phạt hắn rồi. Diêm La khẽ nói, mấy người Thiên Ma Phi căng thẳng. Nội bộ ma tộc có truyền thuyết kể rằng trong bát hoang có ma thần ẩn cư tránh sự đời. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không ai biết thật giả thế nào. Nhưng giờ cuối cùng họ cũng biết truyền thuyết đó không phải là không có lý. Thật sự có một vị ma thần đã xuất hiện. Nhân tộc, không có bất cứ chủng tộc nào có thể hung hăng ở trên đại lục của ma tộc ta được. Sau khi gây ra náo loạn lớn như vậy mà còn muốn sống rời khỏi đây sao? Gương mặt ma thần lên tiếng, nhả ra từng câu từng chữ, chấn động khiến cho Trung Nhạc thổ huyết không ngừng. Thân thể của hắn bị ma uy của ma thần đóng băng trên không trung, không động đậy nổi, đến cơ hội dãy giụa cũng không có. Một bàn tay cùng với ma âm và ma hỏa cháy phừng phừng từ trên không trung giáng xuống, rất chậm, nhưng Trung Nhạc vẫn không động đậy. Hắn không thể động đậy nổi. Bàn tay ma thần này vẫn đang từ từ giáng xuống, ấn lên đầu của Trung Nhạc. Đầu Trung Nhạc toác ra, hai mắt lồi ra, nổ tung, ép xuống cằm của hắn, cả người bị đè nát. Bàn tay ma thần chậm rãi đè xuống, ma uy khiến cho Trung Nhạc như bị đóng đinh trên không trung, từ cổ đè xuống gót chân, khiến cả người hắn biến mất khỏi thế gian. Mấy người Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó, không động đậy. Thánh Nữ Phi hiện ra ba gương mặt kiều diễm, sáu con mắt hợp lại thành thần thông Atula đồng, chăm chú nhìn quang cảnh hoang mạc. Đột nhiên nàng cho Atula thần thông biến mất, không nói lời nào, bỏ đi không quay đầu lại lần nào. Thiên Ma Phi sắc mặt ảm đạm, thất hồn lạc phách, ngồi trên đỉnh ngọn tháp cao trong hoang thành, chống cằm đờ đẫn nhìn hoang mạc. Chẳng có lấy nửa con đường sống, tên Trung Sơn Thị này chết là chắc rồi. Tu La thở dài nói nhỏ, Diêm La cũng nhíu mày nói. Hắn là một anh hùng, đáng tiếc sát kiếp tạo ra quá lớn, khiến đấng tối cao ma tộc cũng phải ra tay. Chỉ cần đấng tối cao ra tay thì hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào sống cả. Các lão tổ truyền thế của bát bộ thánh tộc cùng gật gù, La Sát Nữ nói. Ma tộc bát hoang chúng ta đã trải qua ba lần sát kiếp, chiến lực hàng đầu đều đã chết mất hơn nữa. Thực lực cao tầng trống rỗng, các chức vị cao đã bị bỏ trống, e là sẽ lại có thời gian đen tối. Rốt cuộc ma tộc ta đã động tới ai? Tại sao lại gặp nhiều tai họa như vậy? Đây cũng là chuyện tốt, loạn thế tạo anh hùng. Ma tộc ta sau đại nạn này chắc chắn sẽ lại xuất hiện thêm vương giả thôi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.